Chương 91 Chương 91 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Người một nhà về tới gian phòng, lục vãn liền vừa chuẩn chuẩn bị ra biển. Hôm nay nàng muốn đi học lướt sóng. Triệu tổng cùng lục giáo sư không có tốt như vậy tinh lực, bọn hắn bình thường công việc bề bộn nhiều việc, ra du lịch trên cơ bản đều là ngâm rượu cửa hàng. Lục vãn khác biệt, ra du lịch liền muốn giả nàng đi theo huấn luyện viên bỏ ra nửa giờ học được lý luận cùng thông thường động tác, một buổi sáng liền đã có thể bình ổn đứng tại sóng trên bảng, đi sông thuyền đuôi gần sóng. Học tập lướt sóng đặc biệt nhanh người, huấn luyện viên cũng đã gặp, chỉ là có rất ít tiểu cô nương thân thể cân bằng có thể cùng lực khống chế tốt như vậy, hắn cười cổ vũ người. Đoán chừng tiếp qua hai ngày, liền có thể sông sóng biển. Lướt sóng chính là càng lên càng nghỉ sông lục vãng một mực chơi đến xế chiều mau ăn cơm thời điểm mới về khách sạn lục bách niên nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn thấy lục vãng để quyển sách trên tay xuống nói ngươi làm sao mới trở về một ngày cũng không thấy bóng người chậm một chút nữa ta và mẹ ngươi đều muốn đi tìm lục vãng ta đi lướt sóng chơi thật vui triệu giai ninh hôm nay giống như rám đen điểm ngày mai chúng ta cùng đi với ngươi đi Ngươi ca ca cũng rất yêu lướt sóng, có thể chụp ảnh cho hắn nhìn, coi như hắn đã tới. Tốt. Lục Bất Du sẽ đánh Đàn Dương Cầm, sân khấu không có chọn, diễn kịch cũng còn không có trở ngại, xem như có thể đem yêu đậu cùng diễn viên hai con đường này quán thông người. Hắn vận động tế bào cũng rất tốt, bắn tên, trượt tuyết, lướt sóng đều chơi không tệ, cái này cũng sẽ để cho Phan Hâm Mộ cảm thấy rất lợi hại. Bất quá cả nhà tài nghệ nhiều nhất là Triệu Gia Ninh. Triệu Giai Ninh thiếu nữ thời kỳ, nghiêm ngặt dựa theo tiểu thư khuê các đến bồi dưỡng, phụ mẫu đối nàng yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, mỗi một hạng học được đồ vật, đều phải làm được tốt nhất. Lục Bất Du thường thường cảm khái, nếu như tuổi trẻ 20 tuổi triệu tổng xuất đạo, tuyệt đối là nữ đoàn cự C, solo càng là một ngựa tuyệt trần. Liền cái này ngự tỷ phong phạm, có thể nam phấn nữ phấn hai tay bắt. Khi ngành giải trí liền không có hắn đứa con trai này chuyện gì. Lục vãn mới thay xong quần áo ra, đã có người tới gõ cửa. Tới là sát vách khách nhân, nói hôm qua bên này làm đình viện đồ nướng thổi qua đến, lúc ấy nghe hắn liền thèm không được. Nhưng là hôm nay khách sạn nhân viên công tác để nướng, ra hương vị hoàn toàn khác biệt. Hỏi thăm sau mới biết được là chính bọn hắn nướng, cho nên mới thỉnh giáo kỹ xảo, nếu như có thế thời gian, tốt nhất có thế chỉ đạo một hai. Triệu Giai Ninh đi qua xem xét, thế mà còn là người quen, người chào hỏi. Vương Tổng thật là đúng dịp, nguyên lai like ở tại sát vách chính là ngài. U, đây là có điểm xảo, là ngươi A. Lão nhân rung lên, hắn cũng đã gặp vị này, xem như trong hậu bối tương đối ưu tú. Khách sạn biệt thự tiền phòng năm chữ số chữ, có thể ở lại không phú thì quý. Đụng phải cũng không phải là xác suất nhỏ sự kiện. Thật không có ý tốt, bất quá ta đều tới, mặt dạng mày dày hỏi một câu, ngươi nhìn thuận tiện cho chúng ta làm hạ chỉ đạo sao? Nếu như không tiện coi như xong. Lão nhân tính cách cảnh trực, khai môn kiến sơn nói. Triệu Giai Ninh. Hôm qua là nữ nhi của ta thi, ta cũng sẽ không những thứ này. Hai người cùng nhau đem ánh mắt, ném hướng phía sau lục vãn. Thuận tiện, ta liền tới đây. Lục vãn ngừng nói, lại nhìn nói với Triệu Giai Ninh, ta vậy ta đi một chuyến, chờ một lúc liền sẽ tới giúp người nướng một chút đồ vật, cũng không uổng phí công phu, tiện tay mà thôi. Vừa vặn bây giờ cách bọn hắn ăn cơm thời gian còn có hơn nửa giờ, nàng cũng không có chuyện để làm. Lục vãn đi theo người quá khứ, mới biết được bên kia là đại gia đình. Đời thứ ba cùng đi, có già có trẻ. Nàng giúp người nướng xong nhóm đầu tiên đồ ăn, lại nói hạ phải chú ý địa phương sau liền chuẩn bị trở về. Tiểu bằng hữu đều rất thích xinh đẹp tỷ tỷ, vẫn là làm đồ vật ăn ngon. Lục Vãn muốn đi, bốn tuổi tiểu nam hài ôm lấy chân của nàng. "Tỷ tỷ, ngươi đừng đi đi, hôm nay cùng ta vừa đi ngủ." Năm tuổi tiểu nữ hài do dự một giây, hiển nhiên càng có chủ ý, đây là ca ca a, nàng không có ngực, có ca ca cũng lưu tóc dài a, ngươi có phải hay không đừng? "Lục Vãn, ta là tỷ tỷ." Tiểu Bằng Hữu, ngươi tại sao muốn đâm tâm Bên này người một nhà đều rất khách khí, mở miệng lưu Lục Vãn cùng nhau ăn cơm. Lục Vãn nói phụ mẫu vẫn chờ, lúc này mới lại coi như thôi. Hôm sau thu được một nhà ba người lướt sóng ảnh chụp, Lục Bất Du lại tự bế. Này làm sao còn biến thành phim bộ rồi? Bọn hắn chơi cái gì, cùng mình lại có quan hệ thế nào đâu? Tại sao muốn phát ảnh chụp tới? Lục gia vợ chồng mang theo Lục Vãn ở 4 ngày, ngày thứ tư buổi chiều về nhà bọn hắn thời điểm ra đi, sát vách khách nhân vì cảm tạ giúp bọn hắn chỉ đạo đồ nướng, đưa lễ vật. Triệu Gia Ninh mở ra, đây là một con đầy chui ca ti vòng tay, có chút quá tại quý giá, thế là suy nghĩ một chút, để nhân viên phục vụ hỗ trợ đem lui trở về. Đồ vật lui về, lại đưa tới là xuề tay ra viết tấm thẻ. Còn mời Lục Vãn có thời gian có thể tới trong nhà làm khách. Triệu Gia Ninh có chút ngoài ý muốn, nói như thế nào đây? vương gia cùng nàng dạng này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lục tân giả từ hải ngoại trở về đầu tư khác biệt. Khi là đường đường chính chính thế gia, trong nhà hậu đại cũng không chịu thua kém, vô luận từ thương hoặc tham chính đều làm được phong sinh thủy khởi, rất nhiều người đuổi tới nghỉ hợp tác. Bất quá coi như thế, nàng cũng không muốn mượn nữ nhi đi bấu víu quan hệ. Triệu Giai Ninh sờ lên lục vãn đầu. Tấm thẻ ngươi đem thu đi, lần sau có rảnh chúng ta trở ra chơi. Nàng không chờ mong từ trên người nữ nhi đạt được bất kỳ vật gì, chỉ hy vọng đối phương mỗi ngày đều vui vui sướng sướng. Thậm chí muốn đem đồ tốt nhất đều nâng trước mặt vãng vãng, đền bù lúc trước tiếc núi. Ngày nghỉ kết thúc sau ngày đầu tiên lên lớp, trong phòng học phi thường náo nhiệt. Đại khái là quá lâu không gặp, cho nên bầu không khí sau so bình thường càng hoạt bát. Ngoại trừ ngày nghỉ chuyện mới mẻ, lần trước nguyệt thảo xếp hạng cũng ra, có quá nhiều có thể giao lưu đồ vật. Harry. Lục tổng ngươi ngư bức, ngươi lần này so trần niệm thanh liền thiếu đi ba phân. Liền ba phân. Lần sau liền nghiền ép lên đi. Thật sao? Lục vãn tiếp nhận phiếu điểm mắt nhìn. Nàng làm bài thi thời điểm, đã cảm thấy lần này ngữ văn mình thi rất tốt, quả nhiên, thi một cái chính nàng lịch sử tối cao phân. Ngữ văn 137 phân. Cái này so toán học mát điểm khó nhiều nàng lần này ngữ văn liền so trần niệm thanh ít thi ba phân, đây cũng là tổng điểm trên lệch ba phân. Toàn bộ cấp 3 đều kinh hãi. Liền đều phi thường chờ mong lục vãn lần sau có thế thi qua trần niệm thanh, đem vạn năm thứ nhất đánh xuống. Không biết nam thần đến lúc đó sẽ là biểu tình gì. Hàng trước nam sinh quay lại. Thật sự là nghĩ không ra, trần niệm thanh một cái khoa học tự nhiên học thần, thế mà bị ngươi ép chỉ có thể dùng từ văn tới kéo mở điểm số, lục vãn ngươi chính là ba ba. Harry liếc mắt. Lăng, đừng loạn nhận thân thích. Lục tổng làm sao có thể có con trai như ngươi vậy? Nam sinh nhún vai, lại chuyển trở về. Thảo luận xong nguyệt thảo thành tích, đám người lại bắt đầu thảo luận một chuyện khác. Lớp 4 hôm nay sẽ đến hai cái xếp lớp. Kỳ thật một cái mọi người đã biết là Triệu Yên Đường ca Triệu Tấn Minh, hắn sơ trung ở trong nước đọc sách, cho nên một phần nhỏ đồng học biết người này một cái khác là lâm niệm niệm đi về sau trường học một lần nữa giúp đỡ từ thiện sinh nghe nói lần này là cái nam triệu yên đi vào phòng học mắt nhìn ngay tại cuối đầu viết đồ vật lục vãng do dự mấy giây lúc này mới đi qua nói ngươi có điểm tâm lý chuẩn bị đi triệu tấn minh muốn tới nàng kỳ thật muốn nhắc nhở đối phương triệu tấn minh không phải là một món đồ nhưng nói như vậy không ổn nàng cùng lục vãng cũng không phải một bên bạn học chung quanh nghe không hiểu ra sao, lục vãn cùng triệu tấn minh có quan hệ gì. Câu nói này làm sao nghe được không đầu không đuôi. Harry khác biệt, hắn đã sớm biết triệu yên cùng lục vãn là biểu tỷ muội, Cho nên, cái này học sinh chuyển trường là lục vãn biểu ca. Lục vãn chưa từng có nhắc qua triệu gia, hai bên quan hệ liền có thể nghĩ mà biết. Vừa vặn chung vào học vang lên, xuyên chỗ ngồi nói chuyện phím đồng học, nhau nhau ngồi trở lại mình vị trí hai phút sau, chủ nhiệm lớp dẫn hai cái học sinh chuyển trường đi đến. Triệu Tấn Minh từ Anh Quốc quay lại đến, đi đường lớn khen bước, miệng méo cười, đỉnh đầu còn có một túng hoàng mau, mặc lờ vê áo thun. Liền một chút. Có thể nhìn ra dạng gì loại hình. Dù sao là không yêu đọc sách loại này. Một vị khác hiển nhiên là mới nghèo khó sinh, đã đổi xong đồng phục, mặc dù mặt không biểu tình. Bất quá nhìn còn rất đẹp trai có thế được tuyển chọn, thành tích phải rất khá đi. Lớp học nữ sinh lập tức tâm hoa nộ phóng, lần này rốt cuộc chuyển tới hai cái soái ca. Lục vãn chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức lại rủ xuống ánh mắt. Harry nhỏ giọng nói. Liền loại này tại phim truyền hình chỉ có thể làm chướng mắt nhân vật phản diện gia hỏa, giao cho ta tốt, chỗ nào cần ngài lục tổng xuất mã, người đi học cho giỏi nghiền ép trần niệm thanh chính là. Ha <laughs> ha, hắn nhưng là cái trà xanh điếu lục vãn không có lên tiếng. Harry thật sự là hiếu kỳ, lại hỏi. Các ngươi có phải hay không gặp qua? Gặp qua. Có khúc mắt. Lục vãn suy tư một giây. Hẳn là hắn tới tìm ta phiền phức. Harry. Hắn lại dám tới tìm ngươi phiền phức, cái này có thể nhẫn. Lục vãn mặt không biểu tình. Không thể, bị ta ném tới trong biển. Harry. Làm tốt lắm. Lục tổng này đây cũng quá đẹp trai đi, hôm nay cũng yêu ngươi nhiều một chút. Harry đem đầu tựa ở Lục vãng trên bờ vai. Harry so với bình thường nam đồng học, đôi nam nữ giới tuyến càng mơ hồ, bởi vì hắn đối nữ hài tử cũng không có hứng thú, chỉ có thể làm hảo bằng hữu. Rất nhiều quan hệ tốt nữ sinh, thỉnh thoảng sẽ tới tìm hắn ôm một cái. Bằng hữu cái chủng loại kia ôm, nữ sinh liền có đôi khi rất phiền, hay là đến đại di mụ rất táo bạo để cho người ta tin cậy nam nhân ôm lại so với cùng giới càng hữu dụng hari dáng người còn rất tốt mặc dù gầy nhưng là lồng ngực phẳng rất tốt nằm hơn nữa còn không có thẳng nam tính công kích tống thiến thiến chính là trong đó một cái lần trước nàng ôm xong hari phi thường cảm khái nói ta sợ là tìm không thấy nam nhân tốt bằng không hari chúng ta cùng một chỗ chịu đựng một cái đi hari một mặt ghét bỏ ngươi tìm không thấy nam nhân tốt ta thế nhưng là tìm đến, thanh tĩnh điểm, tốt nhất chớ suy nghĩ quá nhiều. Tống thiến thiến một mặt lạnh lùng. Dạng này nha. Harry đối nữ sinh không thể, nhưng là đối lục tổng có thể. Lục vãn lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem bục giảng đứng đấy người. Lần này hai cái học sinh chuyển trường nàng đều gặp qua. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 92 chương 92. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Triệu Tấn Minh tự giới thiệu rất kiêu ngạo, chọc cười một đám đồng học, liên tiếp bên cạnh chủ nhiệm lớp đều buồn cười. Hắn đứng tại trên giảng đài, con mắt quét một vòng, nghĩ nhìn một cái có hay không xinh đẹp cô nương. Nhìn thấy hàng cuối cùng lục vãn, Triệu Tấn Minh có chút hất cầm lên, biểu lộ nhiều có mấy phần kinh thường. Quan gia ngõ hẹp. Lục vãn đón tầm mắt của đối phương, không tránh không né. Bên cạnh Harry đứng thẳng bả vai, cái này khờ phê hắn nhớ kỹ. Cùng so sánh, một cái khác từ thiện sinh điệu thấp rất nhiều. Gầy gò nam sinh nhất bút nhất họa tại trên bảng đen viết xuống danh tự. Lý Triệt Các vị đồng học tốt, rất vinh hạnh có thế tới đây học tập. Thanh tuyến cũng trầm thấp thanh tịnh, có mấy phần êm tai. Lý Triệt vừa vào cửa liền thấy lục vãn. Hắn nhận ra đối phương, tin tưởng lục vãn cũng giống vậy. Hai người đều rất kinh ngạc lại ở chỗ này gặp phải, ánh mắt cách không tương giao. Một giây sau Lý Triệt liền bất động thanh sắc rời đi, phản phất lần đầu gặp nhau. Harry Không tệ chuyển trường soái ca đều là thẳng nam, ta thật sự là quá thảm rồi. Hắn có gây đạt, có phải hay không công, ném hai cái ánh mắt quá khứ liền có thể lập tức biết. Cũng không chính là sắc thép thẳng nam. Tốt, Triệu Tấn Minh ngươi ngồi tại vu soái bên cạnh, Lý Triệt. An vị tại lục vãng đằng sau đi. Chủ nhiệm lớp rất nhanh sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi. Lớp đầu tiên anh ngữ lão sư đã tại hành lang bên trên chờ. Triệu Tấn Minh tùy tiện ngồi xuống, làm ra không nhỏ động tĩnh. Kỳ thật hắn càng muốn ngồi hơn hàng cuối cùng, cách lão sư xa, tự do. Bất quá lục vãng ở nơi đó, vẫn là thôi đi. Triệu Tấn Minh phát hiện mới ngồi cùng bàn vẫn âm thầm dò xét mình, lộ ra tám khỏa răng nói. Ta ngủ trước một giấc, ăn cơm buổi trưa gọi ta, về sau làm việc cũng nhờ ngươi. Vu Soái, Nhìn xem ghé vào trên bàn người, Vu Soái phi thường không vui. Mấy tháng trước hắn ngồi cùng bàn vẫn là lâm niệm niệm. Hiện tại biến thành tên côn đồ đồng dạng nam sinh, trên lệch không phải một chút điểm. Nghĩ trước quốc khánh tiệc tối, hắn dội cho Triệu Yên một chén nước, các lão sư cũng đều biết cùng ngày thông tri gia trưởng vô soái không hiểu nhiều vì cái gì bạn cùng lớp đều nói hắn bất công lâm niệm niệm làm việc bất công thế nhưng là niệm niệm thiện lương như vậy tình cảnh lại không dễ dàng hắn quan tâm một điểm không phải bình thường sao những người này cao cao tại thượng thật sự là không có một chút đồng lý tâm bởi vì chuyện ngày đó ban trưởng chức vụ cùng ngày đã bị triệt tiêu bất quá kỳ thật cũng không có quan hệ tất cả mọi người như thế không có nhân tính vị, hắn cũng lười lại làm ban trưởng. Vu Soái càng nghĩ càng lo lắng. Cũng không biết ngày đó bị mang đi về sau, Lâm Niệm Niệm đến cùng thế nào. Hắn một mực không có đã thông đối phương điện thoại. Hôm nay là đầy đủ người sau ngày đầu tiên lên lớp, hắn cũng không có thấy Khương Bác Dương. Không phải ngược lại là có thể lấy dũng khí đi hỏi một chút. Làm bằng hữu, hắn thật rất lo lắng Lâm Niệm Niệm. Lý Triệt sau khi ngồi xuống, chung quanh đồng học đối mới từ Thiện Sinh cảm thấy rất hứng thú. Cùng nhau nhìn lại, "Ngươi là từ đâu tới? Thành tích hẳn là rất tốt." Harry cười hỏi. Lý Triệt thanh âm rất nhẹ, "Ta là từ phương Nam thành thị tới." "Harry? A Ninh huyện sao?" Lục tổng trước kia ngay tại Ninh huyện đọc sách, phương Nam thành thị. "Lý Triệt, không phải?" Bất quá cách Ninh huyện rất gần, là An huyện, ngươi hẳn không có nghe nói qua. Harry nhún vai, Trung Quốc nhiều như vậy huyện cấp thành thị, hắn là lần đầu tiên biết cái này địa danh. Nguyên lai vị này không phải từ Lục tổng đồng học a, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao nếu như là, kia mới thật trùng hợp. Lục Vãn thật bất ngờ, Lý Triệt trước kia là tại Ninh huyện một trung đọc sách. Cao hơn nàng một giới. Bất quá về sau phát sinh sự kiện kia, Lý Triệt liền chuyển trường. Tốt a, à, nguyên lai like là đi An huyện. Cái này cũng nhiều ít năm trước sự tình, không nghĩ tới đối phương lưu lại cấp, còn làm từ thiện sinh ra Thượng Đức Trung học. Hai người trở thành đồng học. Lý Triệt không có chào hỏi, Lục Vãn đương nhiên sẽ không chủ động kết giao tình. Bọn hắn cũng không tính sâu bao nhiêu giao tình. Bất quá, Thượng Đức Trung học lựa chọn từ thiện sinh, đều không cần nhìn thẩm tra chính trị sao? Lục Vãng vừa chuyển động ý nghĩ, đối phương năm đó còn không có 14 tuổi, đương nhiên không có án cũ. Mà lại, sự kiện kia vốn là còn nghi vấn. Giữa trưa tan học, mấy cái nữ sinh đồng thời ghé vào Lý Triệt chỗ ngồi bên cạnh. "Ngươi không biết nhà ăn ở nơi nào a, à, ta dẫn ngươi đi a." À. "Đúng vậy a, à, chúng ta còn có thể giúp ngươi đơn giản giới thiệu trường học, để ngươi tốt hơn dung nhập hoàn cảnh. Nếu có vấn đề gì, đều có thể đến hỏi ta." Lý Triệt cười ôn nhu. Cảm ơn mọi người. Lớp học nam sinh nhịn không được mắt trợn trắng, các nữ sinh cũng quá nhiệt tình, quả nhiên soái ca đãi ngộ chính là tốt. Các nữ sinh cảm thấy từ chối cho ý kiến, dù sao lúc trước lâm niệm niệm chuyển trường tới, những nam sinh này càng nhiệt tình. Đây là xem mặt thế giới. Nói lên lâm niệm niệm, đám người khó tránh khỏi nhớ tới quốc khánh tiệc tối chuyện ngày đó. Vị kia nhìn yếu đuối nhát gan, thì thật chủ ý lớn đâu. Rõ ràng đều thôi học, thế mà còn dám hỗn tới trường học bên trong đến. Còn tìm mấy cái trong nam sinh ứng bên ngoài hợp. Bởi vì tiệc tối kết thúc sau liền nghỉ, bọn hắn cũng không biết chuyện này xử lý hậu quả. Bất quá có thể khẳng định là Vu Soái hẳn là rất thảm. Làm một ban cán bộ, học sinh ba tốt thế mà công nhiên trái với nội quy trường học. Mang trước mặt mọi người đem Triệu Yên dội cho một mặt nước. Triệu Yên ở đâu là dễ trêu, tranh cãi lão sư muốn cho một cái công đạo. Nàng mặc dù đại tiểu thư tỳ, nhưng là trong trường nhân duyên không tệ. Vấn đề này còn chưa kết thúc, vu soái còn giống người không việc gì, đoán chừng không nghĩ tới tầng này. Dù sao hắn cho tới nay rất thụ lão sư ưu ái. Giữa trưa tan học, vu soái vừa đi ra phòng học, liền bị người thông tri, nói chủ nhiệm lớp tìm hắn đi qua đi một chuyến. Vu soái có chút ngoài ý muốn, chủ nhiệm lớp còn tìm hắn nói cái gì? Không phải chức vụ trưởng lớp đã triệt tiêu sao? Hắn bước nhanh đi văn phòng. Làm lớp 4 chủ nhiệm lớp, Lý Di Hiền đối vu soái ấn tượng rất tốt. Mặc dù cái này học sinh thành tích không phải ưu tú nhất, nhưng làm người đôn hậu hiền lành, có thế rất tốt điều hợp bạn cùng lớp quan hệ. Hai năm này làm ban trưởng một mực biểu hiện không tệ. Thẳng đến trước học kỳ từ thiện sinh lâm niệm niệm chuyển đến, vu soái phản phất đổi người, đối rất nhiều chuyện không có như vậy để bụng phụ trách thành tích cũng có chỗ trượt thậm chí còn làm ra vụn trộn mang bên ngoài trường sinh trà trộn vào trường học dội đồng học sự tình lý Di hiền đều không nói thất vọng quả thực là mở rộng tầm mắt hắn ở trong lòng thở dài nói Vu soái hôm nay ta đem ngươi tìm đến ngươi hẳn là có tâm lý chuẩn bị đi lão sư chức vụ trưởng lớp ta đảm đương không được ta biết a à, hắn cũng không muốn làm Lý Di Hiền. Còn có người trái với nội quy trường học sự tình, lãnh đạo còn không có chính thức ra thông báo, bất quá đã mở qua sẻ, ghi tội xử lý. Vu soái con người phóng đại, ngữ khí kích động. Ghi tội xử lý. Lâm niệm niệm trước kia tại Thượng Đức đọc sách, cũng không thể hoàn toàn tính bên ngoài trường trường học đi, mà lại nàng chỉ muốn nhìn diễn xuất mà thôi. Ngươi nói ta đều biết, nội quy trường học chính là nội quy trường học. Còn có, bởi vì ngươi bị ghi tội, cho nên thì học sinh ba tốt, danh ngạch không thể cho ngươi, ban ưu tú cán bộ giải thưởng cũng phải bị hủy bỏ. Vu soái Lão sư tại sao có thể như vậy? Cái này xử phạt với ta mà nói quá nghiêm trọng. Ngươi trái với hai đầu nội quy trường học, làm thời điểm liền nên nghĩ đến hậu quả, cốt ngươi đi ăn cơm trưa đi, trước ngày mai đem giấy kiểm điểm giao cho ta. Lý Di Hiền không muốn nói thêm nữa kỳ thật hắn đã cầu qua tình không phải vô soái cũng không phải là ghi tội mà là ở lại trường xem nói đi thì nói lại thượng đức trung học mặc dù phong cách trường học mở ra lại kỷ luật nghiêm minh bị ký quá học sinh khả năng mấy năm mới có một cái lúc đầu một cái phẩm học kim ưu học sinh nháo đến như bây giờ hắn ban này chủ nhiệm cũng rất sốt ruột vô soái thanh âm có chút run rẩy ta là trái với nội quy trường học nhưng là khương bác dương ba người bọn họ mỗi ngày trốn học không như thường không có ghi tội tốt ngươi đừng nói nữa lý di hiền tất cao thanh âm dù sao nói thêm gì đi nữa chính là hồ dảo mang triền tất cả mọi người biết khương bác dương không có bị ghi tội đó là bởi vì khương gia cho trường học góp lâu mà vu soái là mình thi được tới lần này khương bác dương cũng bị làm khuyên lui xử lý chỉ là vì bên ngoài đẹp mắt mới khiến cho chính hắn chuyển trường dù sao trốn học ra ngoài trường đánh nhau trường học có lẽ có thế mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng ẩu đã bảo an chỗ bảo an cái này chạm tới ranh giới cuối cùng vu soái đi ra văn phòng quay đầu mắt nhìn văn phòng vì sự tình gì lại biến thành như bây giờ lớp một chủ nhiệm lớp cầm bản biểu đi tới cười nói cái này học kỳ học sinh ba tốt lão lý lớp các ngươi muốn báo ai vậy ta còn không có nghĩ kỹ lớp các ngươi đâu Trần Niệm Khanh Trần Niệm Khanh nếu là nguyện ý tuyển, đó là đương nhiên chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn lần này cũng nói đem cơ hội nhường cho đồng học, cho nên chỉ có thể tuyển những người khác. Ta kỳ thật nhìn ngươi ban lục vãn rất phù hợp, thành tích tốt, học sinh cùng lão sư bên trong danh tiếng cũng không tệ. Ta cũng cảm thấy lục vãn thật thích hợp, ta lại nhìn đi, có mấy cái học sinh cũng không tệ. Dù sao tư liệu giao cho thị lý diện, còn phải thị giáo dục cục xét duyệt, hành lang bên trên vu soái nghe trong phòng làm việc đối thoại, cảm thấy cả người ngã vào hầm băng. Nguyên lai là lục vãn đoạt hắn học sinh ba tốt danh ngạch. Thế nhưng là nàng không phải lục gia đại tiểu thư sao. Đời này đều áo cơm không lo, cũng không lo tìm việc làm. Lục vãn căn bản không cần để sơ yếu lý lịch đẹp mắt, thì học sinh ba tốt, giải thưởng, vì cái gì còn muốn cùng mình đoạt. Vu Soái cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người đều là tung bay hắn hận lục vãn, nhưng là không dám đi tìm đối phương phiền phức. Chủ yếu là đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không thắng. Tan học về đến nhà, vu soái còn đang do dự làm sao đem chuyện này nói cho phụ mẫu, này lại để bọn hắn thất vọng đi. Phụ mẫu một mực đối với hắn ký thác kỳ vọng. vu gia mở một gian công ty nhỏ, mặc dù không tính giàu có, nhưng là một năm xuống tới không lo ăn uống còn có thể cung cấp hắn đọc thượng đức trung học Vu Soái không biết làm sao mở miệng, ngược lại phụ thân hắn nói chuyện trước. Nhà chúng ta công ty gần nhất gặp nguy cơ, hộ khách toàn bộ đều chạy. Liên tiếp chủ thuê nhà cũng muốn thu hồi nhà máy, tình nguyện bồi một tháng phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thế nhưng là ta cầm phí bồi thường vi phạm hợp đồng có làm được cái gì, lâm thời lại đi nơi nào tìm nhà máy. Đây thật là quá kỳ quái, ta đi các phương nghe ngóng, tự như là chúng ta đắc tội với ai. Nhi tử ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, nhà chúng ta công ty, khả năng không chịu đựng nổi. Nói đến cũng kỳ quái, hắn bình thường cẩn thận chặt chẽ, nơi nào có cơ hội đi đắc tội như vậy đại nhân vật. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 93 Chương 93 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vô soái toàn bộ đầu đều là mộng, hắn đắc tội lục vãng đối phương thế nào đều có thể thế nhưng là tại sao muốn liên tiếp cha mẹ của hắn cùng một chỗ nhầm vào cái này quá phận cha ta có một việc muốn cùng ngươi nói vu soái phụ mẫu nghe xong nhi tử tự thuật đều vô cùng chấn kinh hai vợ chồng nghỉ hè nhìn qua kia ngăn minh tinh đi học tống nghệ dù sao cũng là tại con trai mình trường học đập bọn hắn cảm thấy rất hứng thú tiếc một bên trong liền có lục vãng ra kính rất không tệ cô nương, thân cao, dáng dấp tinh thần, học giỏi, nói ít có chủ kiến. Không chỉ có dạng này, bọn hắn gần nhất đang đuổi toán học thi đua. Lục vãn ở bên trong biểu hiện cũng không tệ, hai vợ chồng ngẫu nhiên cũng sẽ thảo luận nhi tử cái này ưu tú đồng học. Chỉ là mỗi lần cùng vu soái hỏi lục vãn, đối phương cũng không nguyện ý nói nhiều, nói tiếp mục hiệu quả cùng chân thực sinh hoạt như thế có thế nói nhập làm một. Tất cả, lục vãn bí mật lại là dạng này sao bởi vì trong đám bạn học mâu thuẫn như vậy tốn công tốn sức ngươi có hay không tính sai a à, ta nhìn nàng không giống ngươi nói như thế tại cha nói vu soái thanh âm trầm thấp ngoại trừ nàng ta thực sự nghĩ không ra còn đắc tội ai hơn nữa còn có thế có bản lãnh lớn như vậy tại mẫu ta cũng cảm thấy coi như ngươi cùng nàng bất hòa vậy cũng về phần dạng này đến cùng là chuyện gì xảy ra a à? vu soái gục đầu xuống chẳng lẽ ta còn có thể lừa các ngươi không thành bất quá các ngươi yên tâm đi ngày mai ta sẽ cùng nàng nói xin lỗi cầu nàng có thế dơ cao đánh khẽ nói xong hắn liền trở về gian phòng của mình khóa trái cửa vu gia hai vợ chồng liếc nhau đều không nói gì bọn hắn không hiểu làm sao sự tình lại đột nhiên biến thành dạng này bất quá bây giờ tình huống này vẫn là chờ một ngày lại nhìn. Thiên khí thay đổi mát mẻ, trường học hưng khởi một trận đá quả cầu dậy sóng. Nửa tháng sau mùa thu đại hội thể dục thể thao, liền có đá quả cầu tranh tài. Đây là đơn giản nhất hạng mục. Nghỉ trưa, lầu dạy học trước đất trống có vài nhóm đá quả cầu. Lớp 4 bị đá là bên trong kiến, đối tuyến 3-4 mét, hai người một tổ tranh tài, ngẫu nhiên cũng có các lớp khác đồng học gia nhập. Harry kỹ thuật ưu việt, lục vãn cũng còn có thể, phản ứng nhanh chân cũng dài. Hai người bọn họ một tổ phi thường có ăn ý, tỷ số thắng rất cao. Mấy phát đến võ đài đều thua, người vây xem cũng liền dần dần nhiều. Giữa trận nghỉ ngơi, Harry chống nạnh thở dài. Cái này vận động vẫn rất phát nhiệt, bất quá bên cạnh lục hô hấp tần suất đều không có quá nổi lên nằm, thể năng phi thường ưu tú. Nếu như là nam nhân, vậy khẳng định là mảnh một. Đừng nói, bọn gia hỏa này nói là nhìn đá quả cầu, sợ là hơn phân nửa đều đến xem Lục tổng đôi chân dài đi. Cái này ánh mắt đủ trực tiếp, đặc biệt là mấy nữ sinh ỷ vào đều là nữ hài tử, thấy con mắt tỏa ánh sáng. Mẹ gây, cũng quá không căng thẳng, không biết xấu hổ. Triệu Nhất hàng bàn quan mấy phút, giữa trận nghỉ ngơi khoảng cách lập tức xông tới, Lục Vãn đồng học, ta có lời cùng ngươi nói. Nghe thấy phía sau thanh âm, Lục Vãn quay đầu nhìn thấy người có chút chế nhạo hỏi. Ngươi muốn nói gì? Vị này không phải một mực không thích mình sao? Triệu nhất hàng. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập âm nhạc xã? Hắn tại quốc khánh ngày nghỉ tỉ mỉ nghỉ qua, vì để cho nhà mình phòng ở không còn đổ sụp về sau, không bằng đem lục vãn kéo vào âm nhạc xã. Đều là người một nhà, dạng này thu cũng là thắng. Hoàng Mỹ. Lục vãn khẽ cười nói. Sợ là không thích hợp đi, ta đều lớp 12, lại nói ta cũng không có tài nghệ a. triệu nhất hàng, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi xin ta sẽ đồng ý. chung quanh đồng học một trận hư thanh, âm nhạc xã không phải một mực rất cao lạnh không. thật không nghĩ tới a, nghĩ đến rất đẹp. chúng ta kịch bản xã chủ động xin đem lục tổng thêm tiếng đến, đồng ý một chút thôi. dù sao từng có hợp tác cơ sở. sân bóng rổ hiểu rõ. Ngươi đã đến chính là mới xã trưởng. Nói cái gì là cái gì. Cái này không đạo đức a. À, ở ngay trước mặt ta đào người. Đường đường đứng ra lớn tiếng nói. Làm ván trượt xã xã trưởng, hắn không thể đồng ý. Lục vãn nhún vai, quay đầu nhìn về phía triệu nhất hàng. Tình huống chính là như thế cái tình huống. Triệu nhất hàng không nghĩ tới ngày nhớ đêm mong tuyệt diệu ý tưởng, có thế tao ngộ qua tê lô. Cả người triệt để ngây dại sau khi lấy lại tinh thần, xám xịt đi. Đá quả cầu tiếp tục tranh tài, làm bằng sắt ca lục chiến đội, như là nước chảy đối thủ. Harry sắc mặt dần dần ửng hồng, lại một vòng kết thúc, hắn khoát tay áo nói. Hôm nay không tới, bị hút khô. Hắn thể lực nhanh tiêu hao hết, lại chơi mấy vòng, chỉ có thể để lục tổng ôm mình trở về phòng học. Có thể, vậy liền tản đi đi. Lục vãn đem quả cầu vứt ra, mình bắt đầu đá lấy chơi tiếp. Nàng muốn thử xem có thế một hơi đá nhiều ít cái. Bạn học chung quanh tự giác hỗ trợ đếm. 101, 102. Quả cầu mất khống chế hướng phía trước bên phải bay đi, lục vãn cũng lười đuổi theo, liền đến nơi này đi. Dù sao hôm nay lượng vận động đủ. Tầm mắt mọi người theo ném đường vòng cung đuổi theo, quả cầu xuống dốc địa, bị đi ngang qua đồng học cho tiếp nhận. Lý Triệt cầm quả cầu đi tới, đưa tay đưa cho người. Hai người đối mặt, lục vãn nhún vai. Cảm ơn. Không cần. Lý Triệt nói xong, hướng lầu dạy học đi đến. Lục vãn quay người nhìn đối phương bóng lưng, gia hỏa này có chút ý tứ. Qua, cái này soái ca trước kia chưa thấy qua. Lớp 4 mới tới từ thiện sinh. Từ thiện sinh cũng khảo hạch nhang đáng giá sao? trước đó cái kia Lâm Niệm Niệm mặc dù có chút mê nhưng là nhìn không tồi lần này đẹp trai hơn bạn học chung quanh nhỏ giọng nghị luận Lục Vãn đem quả cầu vật quy nguyên chủ nhìn thấy nàng kết thúc mấy người xông tới Lục tổng ta mua cho ngươi nước nước trái cây đây là vận động đồ uống có thể bổ sung chất điện phân Hari tiến lên một bước đều cho ta thu hồi đi chúng ta Lục tổng uống nước có giảm cứu nàng uống nước pháp một cái nhập khẩu bản hiệu mấy người hai mặt nhìn nhau cũng không còn tranh dạng này a à. quả nhiên là lục tổng nước đều uống đến cùng người khác không giống muốn kiếm rất nhiều tiền mới có thể nuôi nổi ta phải cố gắng lên hari quay đầu đối lục vãn nháy mắt ôm lục vãn cánh tay đi rồi chúng ta trở về phòng học uống nước lục vãn luôn cảm thấy có chút không đúng lắm uống nước có thế có ý tứ gì a à? kỳ thật không phải nước lã là được harry a à, ta thay ngươi cản đi nếu như ngươi muốn cảm ơn ta mời lấy thân báo đáp sẽ không cảm ơn ngươi harry oán trách ngươi lấy ghét lục vãn một mặt thờ ơ đúng vậy ta rất đáng ghét nhưng là ta liền thích ngươi dạng này chán ghét harry còn nói lục vãn tăng tốc chân nhanh cứu mạng Hai người vừa nói chuyện vừa lên lầu, rất đi mau đến phòng học. Lúc này cách lên lớp còn có 15 phút, lớp học đại bộ phận đồng học đều ngồi ở đây vị lên. Vu Soái châm trước một buổi sáng, rốt cục lấy dũng khí đi tìm Lục Vãn. Hắn là vì phụ mẫu mới cúi đầu, lòng tràn đầy đều là thế giới này bất công. Tự nhiên không phục lắm. Trước mặt tia sáng đột nhiên tối xuống, Harry ngẩng đầu, nhắc nhở. Vị bạn học này, ngươi cản trở ta ánh nắng ta hội trưởng không cao. Vu Soái thờ ơ, con mắt nhìn chầm chầm lục vãn. Lục vãn cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi có lời cứ nói đi, nhanh lên khóa, ngươi còn có 15 phút. Ngươi không cảm thấy ngươi quá phận rồi. Vu Soái hỏi. Harry liếc mắt. Tốt, ta không muốn nghe, kế tiếp. Ta mới chuyển trường liền có bác quái, lục vãn ngươi không tử tế a, à, có phải hay không khi dễ ta ngồi cùng bàn. Triệu Tấn Minh phát giác được bầu không khí không đúng, lúc đầu nằm sấp, lập tức đứng dậy đi tới. Tìm lục vãn phiền phức người, đó chính là hắn bằng hữu. Triệu Tấn Minh vỗ vỗ vu soái bả vai. Ngươi cứ việc to gan nói, thế giới này còn có công đạo, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Vu soái quay đầu, mặc dù hắn thật bất ngờ cả ngày không làm việc đàng hoàng tân sinh sẽ nói như vậy. Bất quá có người ủng hộ, hắn cũng nhiều dũng khí. Harry không muốn cái gì cũng không biết liền loạn đứng đội, đánh mặt sẽ đau. Triệu tấn thành nhíu mày. Tiểu nương pháo câm miệng cho ta. Hari ở trong lòng, hung hăng cho người ta nhớ mấy bút, còn nhiều thời gian, lúc này mới quay đầu hướng lục vãn xin giúp đỡ. Lục vãn ngẩng đầu. Ngươi tới làm gì, là hy vọng ta đem ngươi ném nhà vệ sinh đi uống nước. Ta sẽ không, trường học không cho phép đánh nhau. Ngươi. Triệu Tấn Minh vẫn còn có chút kiên kỵ Lục Vãn, quay đầu nhìn về phía Vu Soái, ngồi cùng bàn, người mau nói a. À. Vu Soái lấy lại tinh thần, việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì ngượng ngùng. Lục Vãn, ngươi muốn thì học sinh ba tốt, danh ngạch, ta cho ngươi có thể, nhưng là ngươi tại sao muốn bức ta phụ mẫu, để bọn hắn công ty không tiếp tục mở được? Ta biết là ta không đúng, nhưng là ngươi quá phận. Ta hiện tại xin lỗi ngươi hy vọng ngươi có thế dơ cao đánh khẽ tập trung tinh thần nghe bác quái đồng học đều kinh hãi lục vãn để lục gia trưởng bối đối phó vu soái phụ mẫu đây không có khả năng a à. nhưng nhìn vu soái biểu lộ lại không giống như là nói dối triệu tấn minh cất cao thanh âm biểu lộ khoa trương trời à lại còn có chuyện như vậy lục vãn ngươi làm mình là hoành hành bá đạo xã hội đen a à, ngươi quá phận ngậm miệng ngu xuẩn Lục Vãn mắng câu. Triệu Tấn Minh khép lại miệng, mặc dù bị mắng, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn xem náo nhiệt. Nghĩ không ra hắn ngồi cùng bàn nhìn trung thực, nguyên lai là cái làm lớn sự tình. Lục Vãn cảm thấy phi thường hoang đường, quay đầu nhìn về phía Vu Soái. "Ta không có nghĩa vụ đối ngươi giải thích, nhưng là ta rất đáng ghét bị người nói xấu, đầu tiên, cái này học kỳ lớp học học sinh ba tốt không phải ta, là Julie. Thứ hai, người nhà của ta không biết có ngươi người này, cũng không biết nhà ngươi làm cái gì. Trưởng bối của ta đều phi thường bận biệu, sẽ không vì chuyện này phân thần, cũng không dung ngươi nói xấu. Đây là Khương Bác Dương Phụ Mẫu làm. Học sinh ba tốt, tên như ý nghĩa chính là học giỏi, thân thể tốt, phẩm đức tốt, phía trước hai hạng lục vãn tự nhiên không có vấn đề, nhưng là cuối cùng một hạng. Nàng ở bên ngoài trường đánh qua một trận, chủ nhiệm lớp cân nhắc đến điểm ấy, đổi nhân tuyển vô Soái, đây không có khả năng. Lục vãn nếu như không phải người vụng trộn đem Lâm Niệm Niệm đưa đến trường học, Khương Bác Dương cũng sẽ không cùng Bảo An chỗ phát sinh mâu thuẫn bị khuyên lui, người khó tự trách nhiệm. Nàng không hứng thú thay người tra rõ ràng chân tướng, bất quá tuyệt đối sẽ không giúp Khương Bác Dương cổng nồi. Nguyên tắc bên trong, mấy năm sau Lâm Niệm Niệm cùng Khương Bác Dương náo mâu thuẫn, Lâm Niệm Niệm đi cầu lốp xe dự phòng Vu Soái thu lưu mình vu soái đáp ứng cái này dẫn đến khương bác dương trực tiếp đem khí rơi tại vu soái trên thân làm cho vu gia công ty phá sản tại cha chảy máu não tiến vào bệnh viện hiền lành lâm niệm niệm lúc này mới vì bằng hữu cúi đầu đi cầu khương bác dương hai người trùng tu liền tốt bên cạnh một đám đồng học đều kinh hãi nguyên lai là khương bác dương mụ mụ làm sao một lời khó nói hết nếu như là lục gia trưởng bối muốn làm khó vu soái kỳ thật còn nói qua được, nhưng là Khương Bác Dương cái kia không phải tự tìm sao. Không khỏi ra tay quá độc ác đi. Lại nói vô soái cái gì đều không có làm rõ ràng, thế mà chạy tới chất vấn lục vãn. Lục tổng thật sự là tai bay vạ gió. Vô soái chấn kinh đến tột đỉnh, hắn xoắn suýt lâu như vậy, vậy mà cùng lục vãn không có quan hệ sao? Vậy hắn đến hỏi người làm cái gì? Vô soái quay đầu muốn đi, bị Harry gọi lại ngươi dạng này son môi răng trắng nói xấu, chẳng lẽ cũng không cần nói một câu có lỗi với sao? Vu Soái, Thật xin lỗi. Harry nhìn về phía bên cạnh Triệu Tấn Minh. Ngươi đây. Không cần phải nói câu có lỗi với sao. Triệu Tấn Minh mắt thấy tình thế không đúng, cười khang âm thanh. Cùng ta có quan hệ gì? Hắn nói xong quay đầu đi ra ngoài, để hắn cùng lục vãn xin lỗi, tuyệt đối không có khả năng chuông vào học vang lên, lúc đầu ồn ào phòng học lập tức yên tĩnh trở lại. Buổi chiều tan học, Lục Vãn vẫn là gọi điện thoại cho Lục Tân Giả. Nàng đem sự tình nói đơn giản dưới, Khương Gia thực sự là quá thần kỳ. Vu Soái cho rằng là Lục Gia hạ thủ, chỉ sợ hắn phụ mẫu cũng giống như nhau ý nghĩ. Bọn hắn cũng không thay người cổng nồi. Lục Tân Giả sau khi nghe xong, cười nói không có sự tình, vấn đề này hắn sẽ xử lý tốt đổi đề tài lại hỏi. Bảo bối, rất lâu không thấy được ngươi, cuối tuần này chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào một kho. Lục Vãn do dự một chút. Cái này không được đâu, ngươi cũng không sợ bị bắt lại sao? Vẫn là từ bỏ đi. Điện thoại bên kia Lục Tân giả cười ha ha. Ngươi yên tâm, đây tuyệt đối là hợp pháp, ta đầu tư một nhà xã tiếp câu lạc bộ, tất cả chương trình đều là hợp quy định có các loại tay một kho cùng bước một kho có thể tuyển, huấn luyện viên cũng đều là xuất ngũ quân nhân. Bất quá lục vãn muốn học, đương nhiên là hắn tự mình đến dạy. Lục vãn suy nghĩ một chút, hợp pháp đó là đương nhiên đi, thế là liền ứng thừa xuống tới. Nàng còn rất hứng thú. Đúng rồi, ngươi có thể hỏi một chút ngươi ca ca tới hay không, nam hài tử hẳn là thích, đem lục bất du cùng một chỗ mang lên. Lục tân giả suy nghĩ một chút còn nói. Mặc dù đứa cháu này càng ưa thích ca hát khiêu vũ. Lục Vãn. Tốt a. À. Lục Tân giả cúp điện thoại, lập tức để A à Bưu đi xử lý chuyện này. Chỉ là một ngày thời gian, vòng tròn bên trong đều biết Khương phu nhân bởi vì nhi tử bị nghỉ học, cho nên giận chó đánh mèo thượng đức một vị học sinh. Thậm chí làm cho đối phương phụ mẫu công ty phá sản. Một vòng người toàn chấn kinh Khương phu nhân chuyện bé xé ra to, thật sự là không cần thiết loại này truyền đi tự nhiên thanh danh bất hảo nghe bất quá khương gia nghe được tin tức là lục tân giả để cho người ta thả ra cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dù sao bọn hắn lúc trước đi làm cố ý để lục vãn cổng nồi tự nhiên biết không phải là chuyện tốt khương phu nhân không tiếp tục đi bức vu gia công ty nhỏ bên kia cũng rốt cục có thể thở vào mặc dù vu gia công ty tổn thất nhưng ít ra có lượng vòng chỗ trống cũng có hy vọng Vu Soái không có mặt tại Thượng Đức Trung học đọc xuống, ba ngày sau xin chuyển trường. Thành tích của hắn đặt ở cả thị đến xem, đều được cho ưu tú, chuyển đi một chỗ danh tiếng rất không tệ công lập cao trung, y nguyên lại nhận trường học cùng lão sư coi trọng. Harry biết về sau, nhún vai nói. Dạng này cũng tốt. Kỳ thật tuổi nhỏ ngăn trở, chưa chắc là chuyện xấu. Vu Soái mặc dù gia cảnh không phải rất ưu việt, nhưng cũng bị phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, cho nên mới sẽ bị lâm niệm niệm mê hoặc, đi liều lĩnh. Vô soái trải qua lần này nổi lên lớn nằm, phụ mẫu nước mắt cùng luống cúng để hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Hắn gian nan nhất trong khoảng thời gian này, lâm niệm niệm thăm hỏi một câu cũng không có, thậm chí tin tức đều không trở về. Chẳng lẽ một tuần đều không có nhìn điện thoại sao? Hắn không tin. Hắn đem lâm niệm niệm thấy rất trọng yếu, nếu như đối phương dạng này tình cảnh, hắn tuyệt sẽ không mặc kệ. Nhưng đến bước này, hắn mới hiểu được đối phương chưa hề không có đem mình làm bằng hữu. Vu Soái triệt để tuyệt vọng rồi, đem điện thoại trong sổ đưa đỉnh lâm niệm niệm, kéo vào sổ đen. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 94 Chương 94 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vu Soái xong xuôi chuyển trường thủ tục ngày thứ ba, Lâm Niệm Niệm rốt cục xuất hiện. Nàng không có gọi điện thoại, chạy tới đối phương cửa tiểu khu trắng người. "Ta không biết ngươi phát sinh nhiều chuyện như vậy, là ta liên lụy ngươi." Lâm Niệm Niệm bên cạnh lau nước mắt vừa nói, bả vai nhẹ nhàng mà run run. Vô Soái lúc đầu quyết tâm cùng đối phương phân rõ quan hệ, nhưng là Lâm Niệm Niệm chủ động tới cửa tới tìm hắn, lại bắt đầu dao động. Đối mặt lần thứ nhất thích người, dù là trong lòng lại như thế nào hạ quyết định chỉ cần đối phương quay đầu, nguyên lai like vẫn là sẽ nhịn không được. Vu Soái quay đầu. Được rồi, ngươi đại khái chưa từng có quan tâm qua ta. Không phải như ngươi nói vậy, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi giúp ta rất nhiều. Ta đều nhớ. Lâm niệm niệm tiến lên, nhẹ nhàng níu lại đối phương cánh tay. Khi Khương Bác Dương đâu? Vu Soái lại hỏi, hắn trước kia là không dám hỏi đến đối phương Việt Tư, bởi vì Lâm niệm niệm không thích nhưng là lần này là thật bị tức đến. Nhìn thấy đối phương trên mặt không tốt, Lâm Niệm Niệm vội vàng còn nói. Ta cùng hắn. Thật chỉ là bằng hữu bình thường. Vu Soái không nói lời nào, hiển nhiên đối thuyết pháp này còn nghi vấn. Lâm Niệm Niệm bắt đầu rơi nước mắt. Ta gần nhất kỳ thật cũng trôi qua không tốt, Khương Bác Dương mụ mụ bức ta nghỉ học, rời đi thành phố này, ta thật rất sợ hãi. Vu Soái trong nháy mắt khẩn trương lên ngươi còn tốt chứ lâm niệm niệm nhẹ nhàng gật đầu đã đều đi qua cho nên chúng ta vẫn là hảo bằng hữu đúng không may mắn khương bác dương nói nếu như lại làm khó mình hắn liền không đi học trường học vị kia đáng sợ khương phu nhân lúc này mới coi như thôi bất quá bây giờ còn có chút vấn đề khương phu nhân một lòng muốn đem nhi tử đưa đi nước ngoài đọc sách khương bác dương hôm trước còn hỏi qua nàng có nên hay không xuất ngoại Lâm Niệm Niệm đương nhiên khuyên đối phương đừng đi. Nếu như Khương Bác Dương đi, vậy ai còn có thể giúp nàng đâu? Đối phương thật xuất ngoại năm 6 năm, sau khi trở về sẽ còn nhớ kỹ mình sao? Lâm Niệm Niệm không nỡ đối phương cứ như vậy rời đi, mà lại nàng rất rõ ràng, mình đối Khương Bác Dương cảm giác là cùng những người khác khác biệt. Nữ hài tử muốn lưu lại thích người, lại có cái gì sai đâu? Đã cũng không có làm sai, nếu như đi ngược lại lộ ra chột dạ khương bác dương vốn là không muốn ra nước song phương ăn nhịp với nhau bây giờ khương gia mẹ con còn tại náo mâu thuẫn lâm niệm niệm mới có thể chậm khẩu khí khương bác dương phiền thấu mẫu thân của nàng cường ngạnh diễn xuất cho nên thường xuyên đến tìm lâm niệm niệm nói chuyện giải quyết ưu sầu hắn cảm thấy nữ hài tử vẫn là chỉ có ấm ôn nhu nhu tốt mẫu thân của nàng hoặc là lục vãng dạng này đều không thích sẽ cho người cảm thấy áp lực rất lớn Lâm niệm niệm thu suy nghĩ, cười lại hỏi. Chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Vu Soái do dự mấy giây, gật đầu. Hắn đối lục vãn rất xin lỗi, bất quá về sau nếu như lâm niệm niệm có khó khăn, đại khái mình sẽ còn giúp. Đảo mắt đến thứ bảy. Lục vãn hôm nay thức dậy rất sớm, nàng vừa xuống lầu, liền thấy ngồi ở trên ghế salon lục bất du. Nàng một tuần này đều không nhìn thấy vị đồng chí này, không nghĩ tới hôm nay vị này trở về. Lục vãn đi qua hỏi. Đúng dịp, ta hôm nay muốn cùng đại bá đi học đánh một đoạt, ngươi có đi hay không? Lục bất du. Ngươi đây là cầu ta sao? Vậy ta muốn cân nhắc một chút. Không đi là xong. Lục vãn lười nhát luôn chiều vị này. Lục cẩu phi thường rắm thúi, đều là hắn phòng làm việc người thường xuyên dỗ dành tạo thành. Ai nói ta không đi? Lục Bất Du từ trên ghế salon đứng lên. Lục Vãn nhìn người một chút, cười nói. Gọi điện thoại cho ngươi trợ lý, để hắn đưa chúng ta đi. Dựa vào cái gì a, à, ngươi cũng như thế tự giác rồi. Không đưa cũng được, ta đem địa chỉ phát đến ngươi uy chắc bên trên, vậy tự ta đi tàu địa ngầm đi. Lục Vãn đi đến cửa trước đổi giày. Được rồi, chính ta lái xe, vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi. Lục Bất Du mới xuất đạo đầu 3 năm, thường xuyên liên tục mấy tháng đều không có nghỉ ngơi. Nhưng hắn hiện tại có rất cao nổi tiếng, không cần một mực bảo trì đại lượng lộ ra ánh sáng, thương vụ tiếp ít mà tin. Lục Bất Du còn cố ý bàn giao người quản lý, để hắn nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi. Hai huynh muội đi nhà để xe, cuối cùng Lục Bất Du mở triệu tổng mua cho Lục giáo sư chiếc kia lao vụt, cũng mới 200 vạn ra mặt, điệu thấp thực dụng. Lục giáo sư mình không ra, Hắn mỗi ngày cửa nhỏ điện con lừa đi làm, tùy tiện ngừng không kẹt xe. Sân bắn tại Lục Thị tập đoàn danh nghĩa một tòa đại lâu dưới mặt đất hai tầng, cổng còn treo bài. Lực vãn thiết kế câu lạc bộ. Lục vãn trên đường tới vẫn còn có chút lo lắng. Hiện tại xem xét vẫn rất chính quy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lục bất du chống nạnh, nhìn xem chiêu bài rất có ý kiến. Dựa vào cái gì a? À, không gọi lực du câu lạc bộ muốn gọi lực vãn câu lạc bộ. Lục vãn. Ít lắm điều, bằng ngươi là ca kh hát khiêu vũ, bằng ta so ngươi khí lực lớn. Lục bất du. Gia hỏa này không có đem hắn coi như ca ca tôn kính. Đây là đối huynh trưởng giọng nói chuyện sao? Lục bất du đang muốn phê bình giáo dục người, lục vãn đã tiến vào, hắn đành phải đuổi theo, quyết định chờ một lúc giáo huấn người. Xạ kích câu lạc bộ cũng đối bên ngoài kinh doanh, Bên này trang bị đầy đủ, thực hành hội viên chế, nhập hội phí tổn phi thường cao. Lục Tân Giả cũng không phải vì kiếm tiền, chính là mở cho lục vãn chơi. Hai người từ đại sảnh đi vào có thân phận chứng cùng mặt người phân biệt, còn có ngoài định mức cùng khảo thí. Nhất định phải xác định khách nhân là tại hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái tiến hành xạ kích, dù sao cái này hoạt động nhất định tính nguy hiểm. Lục Tân Giả đã thông báo, cho nên chương trình đi rất nhanh, qua cuối cùng một đạo kiểm an lục vãng mang lên trên tai nghe thật một thương đạn thật lại là phong bế hoàn cảnh cho nên tạp âm phi thường lớn nhất định phải mang tai nghe lục tân giả đến sớm một bước đã làm nóng người chơi qua một vòng hôm nay sân bắn không tiếp đãi khách nhân chỉ có bọn hắn bá chất ba người cho nên phi thường thanh tịnh vãng vãng tiểu du các ngươi đã tới nhìn xem nơi này thích không lục bất du nơi này rất khóc ta thích vô cùng bất quá lục vãn thô tay đần chân, sợ là chơi không vui. Hắn lại khác biệt, dù sao mấy năm trước còn cầm qua bắn tên tranh tài giải thưởng. Một thương giới cũng là xạ kích hoạt động, mặc dù đây là lần thứ nhất chơi, nhưng là lục bất du trong lòng nắm chắc, tuyệt đối vào tay rất nhanh. Lập tức, lập tức, lục vãn liền sẽ một mặt sùng bái nhìn xem hắn người ca ca này. Đồng thời thanh tĩnh nhận thức đến mình là cỡ nào vô tri nông cạn đột nhiên bị điểm tên lục vãn. Các loại, cái này cũng có thế nhất lên nàng. Lục tân giả cười hạ. Làm sao lại, năm đó ta học một thương rất nhanh, vãn vãn hẳn là cũng đồng dạng. Lục bất du. Nàng không thể cùng ngươi so, lập tức liền biết. Lục vãn. Lục bất du liếc mắt người. Đừng đến lúc đó, người nào đó muốn chọc giận đến rơi nước mắt. Lục vãn. Gia hỏa này thật cẩu. Lục Tân giả cười nhẹ âm thanh, chào hỏi hai cái hậu bối đi đến bên cạnh mình. Ta tới trước làm mẫu một lần, các ngươi thấy rõ ràng. Lục Vãn gật đầu, hết sức chăm chú quan sát động tác của đối phương. Lục Bất Du cũng giống vậy, hắn nhất định phải học được nhanh hơn Lục Vãn càng tốt hơn. Thật tốt, lần này rốt cục có mình am hiểu đồ vật, có thể đơn phương nghiền ép. Lục Tân giả một thương pháp phi thường tốt, dù là đi bộ đội cũng có thể đương thần một kho tay cái chủng loại kia. Chỗ đứng, nắm đoạt, nhắm chuẩn, nàng mỗi một bước đều giảng giải rất rõ ràng. Là cái hợp cách huấn luyện viên. Cuối cùng bóp cò, lục tân giả liên tục đánh xong một hộp đạn, cơ hồ toàn trúng đích tại một cái điểm, cũng tất cả đều là vòng 10. Lục bất du trừng to mắt. Hòa tàu đại bá ngươi cũng quá lợi hại. Đây cũng quá đẹp trai đi, ta phải bao lâu mới có thể thành ngươi dạng này? Lục tân giả. Đại khái ba năm năm đi, tốt, các ngươi từ trước đến nay tuyển một thanh thích một thương. Lục bất du tuyển một thanh Browning, lục vãn do dự, nàng mỗi cầm lấy một thanh, lục tân giả liền giúp nàng giới thiệu thanh này tay một thương tình huống căn bản, thuộc như lòng bàn tay. Có thể nói là cái dùng một thương cao thủ. Lục vãn cuối cùng tuyển đem màu đen, cười nói. Liền thanh này, ta tại trong phim ảnh thấy qua. Lục Tân Giả Quan tờ P99, bán tự động tay một thương, bảo hiểm kết cấu có bốn loại, cho nên cơ bản sẽ không phát sinh cướp cò, tính an toàn cao cùng xạ kích cũng rất chuẩn, không tệ một thương. Lục Vãn nghe xong giới thiệu càng hài lòng hơn, đây chính là trong mộng của nàng tình một thương. Lục Bất Du Vẫn là ta tới trước đi, làm cho ngươi cái gương tốt. Thật một thương rất có phân nặng cảm giác, mà lại có hậu sức giật cùng bắn tên phương pháp phát lực quyết khiếu hoàn toàn khác biệt lục bất du phía trước đánh ba phát đạn đều bắn không trúng bia đến thứ tư phát dần dần khá hơn cuối cùng hai phát càng là đánh ra thất hoàn thành tích tốt tiến bộ vô cùng rõ ràng a bưu ca ngợi nói tiểu thiếu gia một thương pháp rất có thiên phú a à. lục bất du trong lòng rất đắc ý ngoài miệng lại khiêm tốn nói đâu có đâu có quay đầu nhìn về phía lục vãn, dùng ánh mắt nhắc nhở đối phương có thể lên. A bưu cùng mấy cái bô bô đầu mảnh nam, nhìn không được cười ra tiếng. Tiểu thiếu gia cũng quá kiêu ngạo đi, như thế khiêu khích đại tiểu thư. Không biết đại tiểu thư một thương pháp thế nào, bất quá lần thứ nhất chơi không quan trọng, có thể luyện từ từ. Lại nói trong nước cấm một thương, dù sao dùng đến cơ hội cũng rất ít. Lục vãn cầm lấy cái kia thanh màu đen một thương, mang tốt tai nghe nhắm chuẩn hồng tâm. Ban đầu hai phát là song hoàng, kế tiếp là tam hoàng, sau đó là thất hoàng. Cuối cùng ba phát là hai cái chính hoàng, một cái vòng mười. Đây tuyệt đối xem như thành tích tốt, dù là cùng câu lạc bộ hội viên đến so. Lục bất du triệt để thấy choáng, đây không có khả năng. Hắn quay đầu hỏi tóc phiêu giật A Bưu. Các ngươi có phải hay không tại lục vãn chơi thời điểm, cố ý đem bia ngắm đưa tới gần rồi. Không có, đều là giống nhau khoảng cách." Lục Bất Du. "Đây không có khả năng, nàng lại là lần đầu tiên chơi. Cho dù là thiên tài, đây cũng quá khoa trương." A bưu già bất động, gãi đầu một cái. "Tiểu thiếu gia, ngươi có phải hay không không chơi nổi a?" À? Lục Bất Du. Lục Vãn nhanh chóng đổi một thương hộp, còn nói, "Ta là lần đầu tiên chơi tay một thương, bất quá, không phải ta lần thứ nhất dùng một thương." Ninh huyện ở vào vùng núi, cây cối tươi tốt, không có công nghiệp, cho nên ô nhiễm ít. Sớm mấy năm, trên núi thỏ hoang, gà rừng rất nhiều. Hàng năm Tết xuân hạ tuyết lớn về sau, đều sẽ có người đi đi săn. Hứa yếu cửu cửu chính là săn thú hảo thủ, hắn mỗi lần đi đều gọi hứa yếu, hứa yếu liền thuận tiện kêu lên lục vãn. Đây đều là thật nhiều năm trước chuyện, về sau cũng bị cấm chỉ, bọn hắn liền không có lại đi. Lại nói, ăn thịt rừng là không đúng. Là bị phỉ nhổ. Chẳng lẽ xương sườn cùng thịt ba chỉ nó không thơm sao? Cái này cũng cùng luật vãn thích, luật dân sự quy tắc chung, luật hôn nhân, kế thừa pháp, quốc gia bồi thường pháp, paper piru ngoại truyện, Lucy Tây ngoại truyện, hoàn toàn trái ngược. Lục vãn không thèm đế ý người, lại đánh một hộp đạn, lần này thành tích càng tốt hơn, ba phát vòng 10, hai phát chính hoàng, kém cỏi nhất cũng là lục hoàng lục tân giả phá lên cười. Không hổ là nhà ta bảo bối, đoán chừng một năm nửa năm, ngươi liền có thể mỗi lần đánh trúng vòng mười, ta liền dạy hai ngươi một tay xong một thương. Lục vãn. Tốt. Nàng lúc đầu đối cái này chỉ là có chút cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới vào tay đi sau hiện thật rất thú vị. Gần nhất hai năm, trong thành phố mở mấy nhà xã kích quán, đều là dùng thật một thương. Lục vãn ra một chút, đạn phổ biến 41 phát, phi thường quý. Cho nên nửa giờ, nàng đã bỏ ra hơn vạn. Nhìn lại tiền phân thường, Lục Vãn cũng nhất định phải hảo hảo luyện tập. Lục Bất Du, vì cái gì hắn muốn ba năm năm, Lục Vãn liền biến thành một năm nửa năm rồi. Không, cái này sao có thể? Hắn tự tuyệt tin tưởng. A Bưu chụp mấy bước Lục Vãn nhếch môi, mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn thân chăm chú nhắm chuẩn ảnh chụp, phát vòng bằng hữu không hổ là nhà ta đại tiểu thư, lại xinh đẹp lại có thể làm. Từng chữ đều lộ ra nhỏ kiêu ngạo. A bưu theo lục tân giả nhanh 30 năm, cho nên thúc bá uy chắc hảo hữu hắn đều có. Chỉ chốc lát sau cũng rất nhiều người bình luận. Đao phong A công. Đại tiểu thư lợi hại, thấy ta nước mắt tuôn đầy mặt. Mảnh hổ A công. Mọi người tỷ thật tuyệt liệt hỏa A công. Không sai không sai, xem xét chính là người của lục gia, chống đỡ một hồi trương thư ký nhắc nhở lão bản buổi chiều còn có hội nghị không nên quá trầm mê đại tiểu thư rất đẹp trai hà tổng giám rất lợi hại bất quá không phải nói tiểu thiếu gia cũng đi sao a bưu thống nhất hồi phục tiểu thiếu gia không có đại tiểu thư lợi hại tại phát cáo đâu lục bất du lúc đầu nghỉ chuyển di hạ chú ý lực mới đi chơi điện thoại di động xoát đến a bưu bằng hữu triệt để hỏng mất dựa vào cái gì lục vãn là đại tiểu thư, hắn chính là tiểu thiếu gia. Mình chỗ nào nhỏ? Không được, làm sao muốn cũng nhất định phải tên mới mẫn cảm trưởng ấu trình tự đều không phân. Hắn mới là đại tiểu thư. Không, là đại thiếu gia. Đơn giản muốn chọc giận hồ đồ rồi. Giữa trận nghỉ ngơi, lục bất du lại gần, nhỏ giọng nói. Lục vãn, ngươi mau tới nói rõ một chút, ngươi không có ta lợi hại, ngươi phi thường sùng bái ta lục vãn không hiểu thấu nhìn xem người. Ngươi thật lâu không ăn quả táo rồi. Lục bất du. Ta. Hắn hôm nay liền muốn đại chấn huynh cương. Khắc chế. Lục vãn vừa nói, vừa vươn tay, giật đối phương một cây lông chân. Dạng này có thanh tỉnh điểm đi. Lục bất du sửng sốt một giây, kịp phản ứng ôm lấy chân. Đau nhất. Ngươi cái này nữ nhân xấu ngươi dạng này nhất định không gả ra được, về sau chỉ có thể làm lão cô nương. Lục vãn. Vân vân vân, ta không gả ra được, ngươi khẳng định rất nhiều nhà giàu tiểu thư thích, đến lúc đó ta cho ngươi chọn cái tốt, ngươi gả đi thông gia. Lục bất du. Ngươi cũng đang nói cái gì? Lục vãn cười âm thanh, đứng lên về sau, trực tiếp hướng phía lục tân giả đi đến. Mặc dù nàng cảm thấy mình bây giờ nói, đại bá cũng sẽ không tin, dù sao không có chứng cứ. Bất quá vẫn là đến nhắc nhở một câu, làm cho đối phương cẩn thận người bên cạnh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 95 Chương 95 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lục Tân giả ngay tại cuối đầu lắp ráp một thương giới, hắn nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Vãn đi tới. Vãn vãn, ngươi tới thử hạ. Lục Tân Giả vừa nói, vừa đem mới tổ tốt một thương lại mở ra, bỏ lên bàn. Bất quá bởi vì muốn cho Lục Vãn làm làm mẫu, cho nên cố ý thả chậm trình tự. Giang phòng người một nháy mắt nhìn lại, bao quát Lục Bất Du. Được rồi, ta thử một chút. Lục Vãn tại Lục Tân Giả đối diện ngồi xuống tới. Nàng theo thứ tự đem linh kiện cầm lên, nửa phút không đến, liền đem một thương chi trở lại như cũ thành công. Lục Vãn vật lý học đến không tệ, trước kia còn giúp hứa yếu sửa qua máy giặt, mở ra tu cái chủng loại kia. Cũng không cảm thấy độ khó rất lớn, tổng cộng 10 cái linh kiện, nhớ kỹ trình tự vị trí là được rồi. A bưu lớn tiếng nói, "Đại tiểu thư ngươi thật giỏi." Lục Bất Du, "Đây là cái gì chủng loại biến thái?" Lục Vãn là nữ sao? Lục Tân giả gật đầu. "Rất không tệ. Hắn chỉ là đem mở ra không nghĩ tới đối phương có thế suy một ra ba căn cứ mình hủy đi trình tự đem chứa vào này quả không đơn giản đối với một cái trước kia không tiếp xúc qua một thương giới người mà nói lục tân giả đối một thương nhạy cảm độ rất cao cái này di truyền từ phụ thân đáng tiếc mặc kệ là lục lẫm lục bách niên vẫn là lục bất du đều không có phương diện này thiên phú có thiên phú người rốt cục lại xuất hiện lục tân giả cao hứng phi thường Lục Bất Du bước nhanh tới, không phục nói: "Ta cũng muốn thử một chút." Hắn bỏ ra 15 phân, tới tới lui lui thử mấy lần, cuối cùng hờn dỗi đem trong tay linh kiện buông xuống. "Được rồi, cũng không có bao nhiêu ý tứ." A Bưu quay đầu: "Tiểu thiếu gia, ngươi có phải hay không không chơi nổi?" Lục Bất Du. Bên cạnh mấy cái bảo tiêu tại rất cố gắng nén cười. A Bưu nói chuyện quá trực tiếp vẫn là đến cho tiểu thiếu gia mặt mũi, đến lúc đó vạn nhất tức giận ai đến hống. Lục vạn thu tầm mắt lại, mở miệng nói: đại bá, ta có lời muốn cùng ngươi nói, chỉ chúng ta hai người đơn độc trò chuyện. Lục bất du, ngay cả ta cũng không thể nghe. Lục vạn quả quyết cự tuyệt. không thể. Lục bất du. Lục tân giả gật đầu. vạn vãng là có lời muốn cùng ta nói sao? có thể. Chúng ta đi bên cạnh phòng khách. Được. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Lục Bất Du không nhịn được nói thầm. Lục Vãn sẽ không nói ta nói xấu chứ? A Bưu cùng cái khác mấy cái bảo tiêu, lần này nhịn không được cười ra tiếng âm. Tiểu thiếu gia thật đáng yêu, khó trách đương minh tinh như thế được hoan nghênh. Lục Bất Du một mặt phiền muộn. Cười cái gì cười, các ngươi cái dạng này sẽ hù đến Tiểu hài tử biết không? A Bưu cho nên có hù đến tiểu thiếu gia sao? Thật xin lỗi. Lục bất du. Lục bất du đơn giản nghĩ hò hét, dựa vào cái gì những người này coi hắn là trẻ vị thành niên. Đây là khác nhau đối đãi. Bọn hắn tại sao không có như vậy nhìn lục vãn? Dù nói thế nào, hắn cũng so lục vãn còn lớn hơn 5 tuổi. Quá phận. A bưu đứng thẳng vai, tiểu thiếu gia là mật bình cua lớn, thiên kiều vạn quý, kỳ thật bọn hắn cũng rất thích đối phương hy vọng đối phương có thế một mực vô ưu vô lự mỗi ngày vui vẻ nhưng là đại tiểu thư khác biệt đại tiểu thư là lão bản chỉ định người thừa kế nàng tại thúc bá cùng công ty cao tầng danh tiếng bên trong cũng rất cao hai người không thể quơ đủ cả nắm lục vãn suy nghĩ vòng rồi lại vòng cuối cùng quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đại bá ta cảm thấy khương gia không có an hảo tâm gần nhất triệu gia có người chuyển đến cùng ta một lớp có thể thấy được triệu gia cũng một mực chưa hết hy vọng bọn hắn có thể hay không cấu kết với nhau gây sự lục tân giả chúng ta vãn vãn rất có thấy xa bất quá chỉ bằng lấy bọn hắn muốn động ta không có khả năng lục vãn nếu có nội ứng đâu ý của ta là bọn hắn xúi dục cực kỳ trọng yếu người lục tân giả rung lên quay đầu chăm chú nhìn người vãn vãn ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Lục vãn. Đại khái là trực giác, nếu như ta là Khương Phu Nhân, xúi dục đối thủ thân tính không thể nghi ngờ là rất tốt một bước. Thương trường như chiến trường, loại sự tình này kỳ thật thưa thất bình thường. Lục tân giả suy tư mấy giây, nghiêm túc nói. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, vậy ngươi có đối tượng hoài nghi sao? Hắn phi thường coi trọng cô cháu gái này, tự nhiên cũng sẽ tin đối phương mỗi câu nói. Mặc dù liền hiện tại, lục vãn đối chuyện của công ty còn không hiểu rõ. Đã đều như vậy nói, nhất định là nghĩ sâu tính kỹ qua. Không nói những cái khác, lục tân giả bắt đầu giúp trong nhà làm việc thời điểm, cũng mới 20 tuổi. Cũng không có so lục vãn lớn hơn bao nhiêu. Lục vãn. Còn không có. Bất quá chỉ cần đại bá của hắn có cảnh giác, những người kia sợ là cũng không tốt đạt được bọn hắn cả nhà chỉ là nâng đỡ nhân vật chính hạnh phúc bối cảnh tấm nguyên tắc bên trong chỉ là rải rác vài câu lục vãng muốn rất khối lý giải đầu mối rất khó lục tân giả nhìn xem nhíu mày người hắn cảm thấy lục vãng trên người có loại rất dày nặng thiếu niên khí. cái này kỳ thật cùng tóc dài ngắn không quan hệ kia là thẳng tiếng không lùi không sợ hãi mạnh mẽ tinh thần phấn chấn bởi vì dạng này thúc bá trưởng bối cùng a bưu đều rất thích nàng vãng, vãng Ngươi về sau muốn làm cái gì? Kế thừa ta tập đoàn thế nào?" Lục Tân Giả có chút hững hờ hỏi. Lục Vãn nói thật nói thật, ta còn chưa nghĩ ra. "Lục Tân Giả, hoặc là cùng ba ba của ngươi một chút, đi làm học thuật." Mặc dù như vậy, mình khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng là chỉ cần là đối phương mộng tưởng, hắn cũng sẽ ủng hộ. Lục Vãn nhún vai, thẳng thắn nói, "Ta thật không có cẩn thận nghĩ tới." Bất quá đương sơ bị nhận trở về thời điểm, ta nghĩ tới, về sau nhất định phải làm chân chính chính mình, cũng không tiếp tục đi ẩn tàng, vô luận là giới tính, vẫn là những phương diện khác. Lục Tân giả, mình. Lục Vãn gật đầu phía dưới. Ta hy vọng tương lai muốn trở thành mình, trong mắt người khác mình còn có chân chính mình là thống nhất. Lục Tân giả nghe sáng đối phương, tâm đột nhiên trở nên rất mềm mại. Hắn từ ái nói, sẽ đại bá sẽ một mực lại phía sau ủng hộ ngươi lục tân giả cùng hai cái hậu bối cùng một chỗ ăn cơm trưa hắn buổi chiều có công việc nhất định phải rời đi trước khi đi còn nói xạ kích câu lạc bộ các ngươi tùy thời có thế lấy đi chơi đây là ta đưa cho vãn vãn lễ vật lục bất du đại bá ngươi đây là nặng bên này nhẹ bên kia vậy ta đây này lục tân giả ta cho ngươi định một khung dương cầm tháng sau liền có thể trở về nước Lục Bất Du. Dựa vào cái gì a? À, lục Vãn chính là rất đẹp trai xạ kích câu lạc bộ, hắn chính là một khung dương cầm. Hắn cũng muốn xạ kích câu lạc bộ, khóc đập chết. Lục Tân giả mang người chân trước vừa đi, Lục Bất Du lập tức tiến tới Lục Vãn bên người. Ta thương lượng với ngươi chuyện gì, ta dương cầm cho ngươi, câu lạc bộ cho ta thế nào? Chúng ta đổi một chút. Lục Vãn. Ngươi dương cầm 10 cấp, ta cũng sẽ không đạn, lại nói ngươi nếu là muốn đến câu lạc bộ chơi tùy thời đều có thể a à. lục bất du khách nhân cùng chủ nhân sao có thể ta chính là muốn cùng ngươi đổi không đổi lục vãn dùng hai chữ kết thúc cái đề tài này hai huynh muội khi về đến nhà lục giáo sư cùng triệu tổng đang ở nhà bên trong xem phim khó được bọn nhỏ đều không tại lại là cuối tuần đương nhiên muốn hưởng thụ thế giới hai người hẹn hò Lục bất du đầy trong đầu còn muốn, làm sao cùng lục vãn đem lễ vật đổi tới. Đánh thì đánh bất quá, chỉ có thể nghĩ hạ biện pháp khác, thế là đi suối dục triệu tổng, ý đồ làm cho đối phương giúp mình nói chuyện. Dương cầm có thể tu thân dưỡng tính, ta cảm thấy lục vãn hẳn là học một chút, nàng muốn xạ kích câu lạc bộ làm gì. Đại bá rõ ràng đem chúng ta lễ vật cho làm phản, nhất định phải uống nắng tới. Lục giáo sư đi tới, vừa vặn nghe được câu này, cười nói. Đưa người dương cầm không phải rất tốt, cái này lại không phải đưa búp bê. Triệu Gia Ninh, ta nhớ được Nhi Tử khi còn bé cũng thích chơi búp bê, đưa cái này cũng không thành vấn đề. Chuẩn xác mà nói, tuổi đi học trước Lục Bất Du đã thích tiểu nam sinh điều khiển ô tô, lại ưu thích tiểu nữ hài thích chơi búp bê. Lục gia vợ chồng nói lúc ấy còn cho hắn mua qua mấy cái búp bê, hắn còn khen đáng yêu, thường xuyên ôm chơi. Lục Bất Du đề tài này kéo tới có chút xa. Được thôi được thôi, hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, còn có một tuần đã đến lễ Giáng sinh. Lục vãn cùng Trần Niệm Khanh tham gia xong toán học thi đua mới nhất một lần thu, hiện tại đã chỉ còn lại cuối cùng 8 người. Lần nữa thu là nửa tháng sau trận chung kết. Trận chung kết không ghi lại truyền bá, là hiện trường trực tiếp hình thức. Hai người từ đài truyền hình xuất phát đi sân bay thời điểm, bầu trời hạ xuống tuyết đây là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên người qua đường nhao nhao lên tiếng kinh hô âm trần niệm thanh đem trên cổ khăn quàng cổ lấy xuống đi tới giúp lục vãng vây lên nữ hài tử sợ lạnh ngươi đừng bị cảm không cần ta không là bình thường nữ hài tử lục vãng đem khăn quàng cổ lấy xuống còn cho đối phương cười còn nói không tin ngươi sờ tay của ta phi thường ấm áp trần niệm thanh rung lên hai giây sau đưa tay đi đụng vào tay của đối phương. Nhiệt độ vậy mà còn cao hơn chính mình. Bất quá hai người để tay cùng một chỗ, tạo thành so sánh rõ ràng. Trần Niệm Khanh là học nhạc khí tay, màu da trắng nõn, ngón tay dài, móng tay nhan sắc đều rất xinh đẹp, phản phất tác phẩm nghệ thuật. Lục vãng tay rất lớn, khớp xương phân biệt, phía trên có nhỏ xíu các loại vết thương, đều là trước kia làm công hay là thụ thương lưu lại. Bắt đầu so sánh, Trần Niệm Khanh đôi tay này mới càng giống nữ hài tử. Lục Vãn có chút xấu hổ, nắm tay thu hồi lại, cười nói. Tay của ngươi thật trơn. Đại khái là ta bôi hộ thủ sương, ta mang theo trong người, ngươi muốn sao? Trần Niệm Khanh bên cạnh hỏi, đã từ trong bọc đem hộ thủ sương đem ra cũng mở ra cái nắp, ra hiệu đối phương đưa tay qua đây. Học nhạc khí phá lệ chú ý bảo vệ mình tay, hắn cũng không ngoại lệ. Lục Vãn đành phải nắm tay đưa tới, Trần Niệm Khanh đem hộ thủ sương chen tại đối phương trên mu bàn tay. Nàng đem hộ thủ sương sờ mở, nàng lần thứ nhất dùng loại vật này, chưa nói xong thật dễ chịu, mà lại không dầu mở. Nàng nắm tay dơ lên cúi đầu đi ngửi, có loại yếu ớt hương khí, vô cùng nhạt, muốn góp rất gần mới có thể nghe được. Chính là vừa rồi Trần Niệm Khanh giúp nàng hệ khăn quàng của thời điểm, nghe được hương vị a à, vị này sống được thật là tinh xảo, so sánh dưới, lục vãn cảm thấy mình cẩu thả có chút xấu hổ. Ngươi lại nhìn ta chầm chầm nhìn làm gì? Trần Niệm Thanh cười hỏi. Lục vãn. Ta kỳ thật một mực rất nghi hoặc chuyện, môi của ngươi mỗi ngày đều hồng như vậy, không có bôi cái gì sao? Cũng cảm giác nữ sinh lao có nhan sắc son môi, còn không bằng vị này môi sắc đẹp mắt. Trần Niệm Thanh có chút dở khóc dở cười. Không có. Thật không có. Không bằng ngươi đến lao lao nhìn. Lục vãn hồ nghi nhìn người một chút, không có liền không có đi, nàng liền không trà sát hai người vừa đi vừa nói trời, qua rất nhanh kiểm an, chờ đợi đăng ký. Lục vãn rạng sáng đến nhà, nhận được một đống quà Giáng sinh. Tất cả đều là những cái kia thúc bá đưa tới. Nàng không thu xe thể thao, không lấy tiền, không muốn quý giá lễ vật. Lần trước đưa tới đồ vật trên cơ bản đều lui trở về duy chỉ có lưu lại sinh sôi tinh dầu. Dù sao trên thế giới này, cơ hồ không ai có thể cự tuyệt sinh sôi sản phẩm. Vấn đề liền xuất hiện, những cái kia thúc bá lo lắng lễ vật bị lui về mất mặt, tất cả đều đưa sinh sôi tinh dầu. Không biết là không hẹn mà cùng, vẫn là cùng một chỗ thương lượng tặng. Một bình hay là một bộ đều quá ít, mỗi người đưa mấy trăm bộ. Lục Vãn sợ ngây người, cái này phải dùng đến ngày tháng năm nào, có chút quá tại khoa trương. Lục Bất Du ở bên cạnh chế nhạo nói. Ngươi đến cùng là nhiều sợ không có tóc. Ngươi cũng có thể bôi trên chân, xúc tiếng lông chân sinh trưởng, cái này muốn càng có nam tử khí khái, chân nam nhân sao có thể không có lông chân. Lục Vãn Gia hỏa này có lẽ lại muốn ăn quả táo, bất quá gần nhất nhanh đến đêm Giáng sinh, quả táo giá quý thôi được rồi. Lục Vãn đứng lên, nàng bình tĩnh nhìn người, không có chút nào dự cảnh hô to. Lão Lục, cha, lục bất du lại mắng ta. Mười giây đồng hồ, lục giáo sư liền quơ lấy đang xem sách chạy xuống tới, cũng cho ngay tại hùng hùng hổ hổ nhi tử một cái thống kích. Lục vãn đưa ra địa phương, cho hai người tự do phát huy, ngâm nga bài hát lên lầu. Đi đến một nửa còn quay đầu mắt nhìn vùng vẫy dãy chết lục bất du. Về phần những cái kia sinh sôi tinh dầu, lục vãn có ý kiến hay, đây không phải nhanh đến lễ Giáng sinh, nghe nói rất nhiều đồng học đều sẽ lẫn nhau chuẩn bị lễ vật. Thượng Đức Trung học là quý tộc tư nhân cao trung, không phải dự thi giáo dục trường học, lớp 12 cũng cùng cái khác niên cấp không có khác nhau quá nhiều, chỉ là gia tăng nguyệt khảo. Lần này Giáng sinh, cùng lập tức tới ngay Tết Nguyên đáng trường học đều phân biệt có hoạt động, đặc biệt là Tết Nguyên đáng, nghe nói còn có dạo chơi công viên hoạt động. Lục vãn nghĩ kỹ, dứt khoát cho đồng học mỗi người một bình sinh sôi tinh dầu làm lễ vật, sử dụng hết còn có thể tìm nàng cầm. Dù sao đặt ở trong nhà cũng sẽ quá thời hạn, cái này lãng phí. Tin tưởng đại đa số đồng học đều sẽ thích, dù sao rụng tóc vấn đề là quốc tế tính vấn đề. Về sau mọi người tóc, liền từ nàng thủ hộ. Lục vãn trong nhà sinh sôi tinh dầu có mấy trăm bình, mà lại bán thật không rẻ, đưa xong đồng học đều cũng còn thừa thật nhiều. Nàng quyết định cá ướp muối bán đi, miễn cho buông tha kỳ lãng phí đêm giáng sinh ngày này tất cả mọi người tại đưa quả táo, lục vãn nhân thủ đưa bình sinh sôi tinh dầu, ngoại trừ triệu tấn minh, toàn bộ đồng học đều tâm tình rất phức tạp, không biết nên cảm động hay là nên bi thương. triệu niệm phi thường im lặng, nàng sờ lên tóc của mình, mình hẳn là coi là tốt a. À. lục vãn tặng sinh sôi tinh dầu, đem toàn lớp người đều đưa khẩn trương, bắt đầu mình âm thầm cân nhắc mình phát lượng, quan sát lẫn nhau đối phương mép tóc tuyến. Có vấn đề hay không? Có được một đầu rậm rạp tóc quăng Harry, mặc dù không cần cái trò này, bất quá cũng muốn một bình. Đây là Lục tổng tặng lễ vật, nói không chừng về sau liền trở thành hai người tính vật đính ước. Lục tổng chẳng những có được cường kiện thể phách, còn có thú vị linh hồn, a, à, liên tiếp tặng đồ đều cái này như thế có sáng tạo, cùng với nàng nhất định rất vui vẻ. Lục Vãn đưa ra ngoài hơn 40 phần lễ vật, nhận được càng nhiều nàng quyết định quay đầu mang nhiều một chút đến trường học, xem như đáp lễ, rất nhanh toàn trường đều sẽ tung bay cùng khoảng sinh sôi tinh dầu hương vị. Lục vãn nhận được lễ vật có chút nhiều, trường học tủ chứa đồ đều không bỏ xuống được, nàng chỉ có thể dùng hai cái túi lớn chứa vào, chuẩn bị mang về nhà. Dẫn theo nhiều đồ như vậy, ngồi xe lửa cũng không tiện. Lục vãn rất ít cậy mạnh, thế là gọi điện thoại cho lục giáo sư, làm cho đối phương phái một người tới đón nữ nhi khó được mở miệng một lần lục giáo sư tự nhiên không thể để cho những người khác đi đón thế là về nhà đem nhỏ điện con lừa đổi thành chiếc kia không thế nào mở lao vụt tự mình đi tiếp người lục bạc niên thuận lợi nhận được lục vãng bất quá xe mới mở mấy trăm mét liền xảy ra vấn đề có chiếc màu đen xe từ sau đến đi lên bức ngừng bọn hắn lục bách niên lái xe phi thường cẩn thận một mực nghiêm khắc bảo trì xe cách kém chút không có bị nhã rảnh chiếc xe này hù chết lục vãn cảm thấy không đúng lắm. Cũng không thể dưới ba ngày ban mặt ăn cướp đi. Cha con hai đôi xem mắt, lục vãn đề cao cảnh giác. Phía trước chiếc kia xe đen cửa xe mở ra, từ tay lái phụ xuống tới một cái lão nhân, chống gậy chống đi tới. Lục vãn nhíu nhíu mày, quay kiến xe xuống nói. Lão đầu, ngươi đây là ý gì, chúng ta xe cũng không có đụng phải xe của ngươi đi. Đây là tới người giả bị đụng lục bách niên do dự một chút nói lục vãng đây là mẹ ngươi phụ thân ấn lẽ thường tới nói cũng là ông ngoại ngươi bất quá cái này cũng liền theo lẽ thường tới nói không thích ứng nhà bọn hắn dù sao lấy trước triệu giai ninh bởi vì cha mẹ bất công cùng bất công cùng trong nhà quan hệ phi thường lãnh đạm chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể đi lại đưa chút đồ vật bất quá là vì trên mặt mũi đẹp mắt dù sao nàng thay triệu gia tiền kiếm được vượt xa quá ở trên người nàng hoa. Từ khi nữ nhi sau khi mất tích, Triệu Gia Ninh liên tiếp ngày lễ ngày Tết đều không đi, song phương cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ. Vì cái gì nói cơ hồ, bởi vì Triệu gia người làm sao có thể nguyện ý phủi sạch quan hệ, nghĩ đến có thể có lợi, những năm này một mực không có buông tha chữa trị quan hệ lẫn nhau. Chỉ là tâm chết rồi, lại thế nào tu bổ cũng đều không làm nên chuyện gì tác giả có lời muốn nói. Liền hôm qua cổ không thoải mái, không thể ngồi, dựa bàn công việc lâu tỉ muội hẳn phải biết. Đọc sách muội muội có thể sẽ không, bình thường trường học tại vận động chạy thao, đáng tiếc hiện tại không ai bước ta lên tiết thể dục chạy thao, tự giác thật khó cầu dịch dinh dưỡng, cái này đổi mới bổ hôm qua, hôm nay còn có sông càng. Mọi người cho ta dịch dinh dưỡng đi, xem ở ta như thế chịu khó phân thượng, hôm nay lưu lại dịch dinh dưỡng, ngày mai không cần sinh sôi dịch. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 96 Chương 96 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lục vãn đầu có chút choáng. Cái này mẹ nó đều là tình huống như thế nào? Có thế có chút quy củ sao? Thế mà trên đường đem xe bất ngừng, cái này quá khoa trương đi. Cũng là bởi vì có những này làm loạn gia hỏa, cho nên người qua đường mới có thể cảm thấy hào môn đều là cẩu huyết phân tranh, ngươi không chết thì là ta vong. Chẳng lẽ không thể đi bình thường quá trình tới trước phát một cái thiệp mời sao? Phát chính là không đi. Hôm nay trong nhà A Di nói cho nàng làm món kho, có móng heo, chân vịt, tôm, bào ngư, nguyên liệu nấu ăn phong phú, tràn đầy một cái bồn lớn. A Di giữa trưa liền kho tốt, chụp hình cho nàng, loại kia màu tương. Nhìn liền rất mỹ vị. Lục vãn không kén ăn, ban đầu nàng có thể ăn no rồi là được, về sau thăng cấp, biến thành chỉ cần ăn ngon là được. Muốn nói thích đồ ăn, nàng vẫn rất thích ăn món kho. Trong nhà a di món kho rất có thủ đoạn, phối hợp giọng chấm nước mỹ vị có thế gấp bội. Tại thường ngày giảm béo ăn kiêng lục bất du trước mặt ăn, mỹ vị có thế lật gấp 2. Cho nên có thể đổi một ngày sau. Nàng bây giờ gấp về nhà ăn cơm đâu. Triệu Việt Minh chống quải trường, biểu lộ nghiêm nghị nói. Ngươi chính là lục vãn đi, Trở về đều hơn nửa năm cũng không tới nhìn ta người trưởng bối này, ta không thể làm gì khác hơn là mình tự mình mời. Lục Vãn. Lão đầu trước mắt nhìn đến 80 đi, tóc trắng bệt. Bất quá thân thể phải rất khá, tiếng nói trung khí 10 phần. A, à, không có chút nào hiền lành. Triệu Tấn Minh cũng từ chiếc kia xe đen bên trên xuống tới, hắn hừ lạnh một tiếng. Hôm nay là gia gia 80 tuổi thọ đảng, để một cái 80 tuổi lão nhân đến mời các ngươi thật rất có thể. Lục vãn. Không có ý tứ, nàng một chút đều không muốn nhìn thấy vị lão nhân này. Triệu Tấn Minh ở trường học thường ngày nhìn chầm chầm lục vãn, đâm thọc cho triệu gia người, gây sự. Lục vãn sống lỗi lạc, căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Ngược lại là Harry, mỗi lần vị này ngo ngoe muốn động, hắn đều sẽ ngoài sáng trong tối cho người ta kiếm chuyện chơi. Harry ở trường học nhân duyên phi thường tốt, tâm nhãn lại nhiều triệu tấn minh ăn mấy lần thiệt ngầm sau trung thực không ít không dám tùy tiện lại gây tiểu nương pháo lục bách niên do dự một chút nói triệu lão tiên sinh dạng này có chút không thích hợp đi triệu việt minh nhíu mày ngươi gọi ta triệu lão tiên sinh ngươi làm sao cũng nên xưng hô ta một tiếng nhạc phụ đi hôm nay rất nhiều người đều cho ta chúc thọ ngươi làm con rể của ta chẳng lẽ liền không có cái gì biểu thị sao vẫn là vợ chồng các ngươi, chưa từng có đem ta để vào mắt. Lục Bách Niên Ta đi cấp ngài chúc thọ là hẳn là, vãn vãn thì không đi được đi, nàng lớp 12 làm việc nhiều, ta để hài tử mình về nhà. Hắn cùng thê tử kết hôn thời điểm, lão gia tử nói cho dù là chết, cũng sẽ không nhận hắn là con rể, ước chừng phi thường bất mãn. Lục Bách Niên lúc ấy vẫn chỉ là cái nghiên cứu viên, so triệu gia cho triệu gia ninh an bài đối tượng kết hôn nghèo quá nhiều, cũng không ánh sáng minh tiền đồ. Bất quá hắn chưa hề đều không cảm thấy tự ti, cũng không thấy đến nỗi ngay cả người không lên đúng. Hai người là thật tâm yêu nhau, hắn có một viên yêu quý thê tử trái tim. Vạn vạn không nghĩ tới, lão gia tử hiện tại đổi giọng, thế mà gọi hắn con rể. Nói là thụ sủng nhược kinh, không bằng nói kinh hải. Triệu Tấn Thành Nói hô nói vượng, hôm nay không có làm việc, lại nói lục vãn thành tích không phải rất tốt sao chiếu một buổi tối cũng không cần gấp. Triệu Việt Minh cười âm thanh. Hôm nay tân khách đều biết ta đi mời nữ nhi tham gia 80 tuổi sinh nhật Yến, các ngươi không đi, vừa vặn để người khác nhìn xem, Triệu Giai Ninh là như thế nào bất kính phụ mẫu. Lục vãn đầu vừa đau. Lão đầu nhi, ngươi nếu là mời ngươi nữ nhi, đi công ty tìm Triệu Tổng là được rồi. Nửa đường đến trắng nàng làm gì? Đây không phải nói rõ khi dễ nàng một cái tiểu cô nương nha, cái này một trận uy phong soát, thật hợp lý nàng là bị dọa lớn sao. Ngược dòng tìm hiểu nguyên nhân, còn không phải bởi vì đại bá nói đùa nói nàng là đời kế tiếp người thừa kế, cho nên những người này để ý, nàng hoàn toàn phục. Tại lục vãn trong nhận thức biết, không phải mỗi cái số tuổi lớn đều có thể được gọi là trưởng bối, nàng không cho rằng đối phương là ngoại công của mình. Nói như thế nào đây, đây chính là một cái không thế nào hiền hòa lão đầu nhi. Lục vãn nhún vai, nàng đương nhiên không thể để cho lão lục đi triệu gia. Khi không tương đương tại dê vào miệng cọp. Phần tử trí thức cao cấp làm sao lại là đám kia kỳ hoa đối thủ. Lại nói, rõ ràng chiếc xe này, mấy người này hôm nay là vì mình mà đến, chỉ là sợ lục giáo sư muốn đơn độc đi, người khác cũng sẽ không đáp ứng đi. Lục vãn khẽ nhíu mày. Được thôi, ngươi nói đều nói đến đây cái phân thượng, ta liền đi uống chén rượu cho ngươi chúc thọ lục bách niên có chút kinh ngạc vãn vãn ngươi lục vãn cho đối phương một ánh mắt để cho người ta an tâm nàng đều nắm chắc mặc kệ là một mực thử triệu tấn minh vẫn là triệu gia những người khác lục vãn đều không muốn phản ứng bởi vì đặc biệt không có ý nghĩa thừa dịp hôm nay nhiều người duy nhất một lần đem lời nói rõ ràng ra việc này cũng coi là lục vãn còn không biết triệu gia người lúc đầu cũng sẽ không như vậy sốt ruột lão đầu nhi có thế tự mình tới hiển nhiên là chó cùng rất dậu không thể đợi thêm nữa lục vãn nhắc nhở lục tân giả phải cẩn thận người triệu gia là muốn cho đối phương bừng tỉnh điểm không nên bị thiết kế chỉ cần có phòng bị tâm rất nhiều chuyện liền sẽ không đạt được lục tân giả chăm chú suy nghĩ một chút vãn vãn sẽ không không duyên cớ nói như vậy hắn quyết định chủ động xuất kích một tháng qua không lưu chỗ trống các phương diện khó xử triệu gia dù sao lục tân giả cũng không quen nhìn triệu gia người rất lâu lục tân giả quyền cao chức trọng mấy đời tích lũy xuống nhân mạch kinh người trên cơ bản hắn muốn làm khó ai vậy đối phương nhất định không có một ngày tốt lành qua triệu gia lão gia tử tuổi tác lớn thế hệ trẻ tuổi đều là tầm thường chi tài liên tục vài chục năm đi xuống dốc lục tân giả tác phong làm việc cường ngạnh trong mắt hắn triệu gia bất quá đám ô hợp hai bên chênh lệch quá lớn trên cơ bản là đơn phương nghiền ép. Triệu gia rất nhanh liền cùng đồ mặt lộ. Khương gia bên kia phủ sạch quan hệ cũng không kịp, sợ Lục Tân giả nổi điên, cũng cùng một chỗ đối phó chính mình. Khương phu nhân nhiều thông minh một người. Triệu gia cùng Khương gia nhựa plastic hữu nghị, đụng một cái liền tảng, càng không nói kết thành đồng minh, kém chút không thành thù nhà. Lục Tân giả lần này dễ chịu, vãn vãn lo lắng mãi mãi cũng không có khả năng phát sinh ai nghĩ làm hắn vậy sẽ phải có bị hắn tìm phiền toái chuẩn bị triệu tấn minh cười dưới lục vãng đổi xe không cần chính chúng ta lái xe đi lục vãng nói xong đi trở về lục bách niên chiếc kia lao vụt lục bách niên lấy lại tinh thần vội vàng trở lại tay lái phụ triệu việt minh để bọn hắn lái xe ở phía trước triệu tấn minh gia gia ta cũng nghĩ như vậy đừng đến lúc đó nửa đường không thấy người đặc biệt là lục vãn, nàng người này chính là quỷ kế đa đoan, so lục bách niên giả hoạt nhiều. Triệu Việt Minh cười lạnh một tiếng. Nếu như nàng giống như lục bạc niên, lục tân giả làm sao lại nói coi nàng là thành người thừa kế bồi dưỡng. Bất quá nói đi thì nói lại, lục tân giả tâm lớn. Lục gia chẳng lẽ không có nam nhân sao? Không phải còn có lục lẫm sao? Dầu gì lục bất du cũng được, thế mà giao cho một cô nương hắn không thể lý giải, cũng tuyệt đối sẽ không dạng này đi làm. Triệu Việt Minh hiện tại liền rất rất hối hận, lúc trước không nên để Triệu Giai Ninh đi công ty, nuôi lớn đối phương giả tâm. Thế mà cấu kết ngoại nhân, cùng đi đối phó phụ thân của mình cùng huynh trưởng. Nếu như cho nữ nhi tìm môn đăng hộ đối thông gia, ngược lại có thế mang đến càng nhiều lợi ích. Triệu Việt Minh cho rằng lục tân giả sở tác sở vi, đều là thụ Triệu Giai Ninh xui khiến, hoàn toàn không nghĩ tới phía sau châm ngòi thổi gió chính là Lục Vãn. Trong xe, Lục Bách Niên có chút nóng nảy hỏi: Vãn Vãn, chúng ta thật đi sao? Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại đi mở xe, dù sao Nữ Nhi còn tại tay lái phụ, không thể xảy ra vấn đề. Đi a, à, người đều tìm tới cửa. Lục Bách Niên, thế nhưng là ta sợ ngươi không ứng phó qua nổi. Không có vấn đề, hôm nay nhiều người như vậy chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đem ta trói lại, không cho ta đi. Mà lại coi như muốn buộc, nàng có thể đứng ở thờ ơ tùy ý đối phương ra tay. Lục Bách Niên nghe nữ nhi nói như vậy, gật đầu. Vậy được đi, dù sao lão gia tử tự mình tới, chúng ta còn một tuần chi, nói ra không dễ nghe. Chủ yếu là đối triệu giai ninh danh dự không tốt, tại phần lớn người đến xem, thiên hạ không khỏi là phụ mẫu, phụ mẫu dù là lại thế nào khắc khe, khe khắc hài tử, nữ nhi nếu như không hiếu thuận, vậy liền sẽ có người chất vấn. Lão gia tử tự mình tới, hôm nay lại là làm lớn thọ, cái này là đạo đức bắt cóc. Lục Bách Niên Ta cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại. Lục vãng Được rồi. Điện thoại đánh tới, bên kia rất nhanh tiếp thông. Triệu Giai Ninh sau khi nghe xong, trầm mặt hai phút hỏi. Đã quyết định muốn đi sao? Lục Vãng đúng vậy a, à. lục bách niên, dù sao cũng nên ở trước mặt nói rõ ràng, ta không muốn ngươi bị người chỉ bới. triệu giai ninh bé không thể nghe thở dài, ta đã biết, ta hiện tại cũng chạy tới, chúng ta người một nhà cùng một chỗ. lục bách niên, được rồi, ngươi trên đường cẩn thận, lái xe chậm một chút không nóng nảy, chúng ta cũng mới xuất phát, đúng vậy a, à, từ lục vãn bị bắt cóc tính lên, đã nhiều năm như vậy cũng là thời điểm có cái chấm dứt. Lục Bất Du vừa đi vào đến đơn giản muốn mắng người, trong nhà A Di làm món kho, một ngôi nhà quả là nhanh hương điên rồi. Đối với giảm béo người mà nói, cái này tương đương với cực hình. Ăn đi ăn đi, tốt nhất có thể để cho Lục Vãn béo 10 cân, trở thành một người đại mập mạp không gã ra được. Đã đến giờ 7 giờ, Lục Vãn vẫn chưa về, Lục Bất Du cảm thấy có chút không đúng, khóc cái trường học có chuyện chậm trễ coi như xong nhưng là lão lục cùng triệu tổng làm sao cũng không có biết. Lục bất du chờ đến 8 điểm, bắt đầu hoài nghi có phải hay không kia một nhà ba người, vứt xuống hắn đi bên ngoài hẹn hò ăn cơm. Hắn nhịn không được gọi điện thoại cho lục vãn. Lục vãn tiếp vào điện thoại thời điểm, xe vừa vặn dừng ở triệu gia cổng. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. 80 tuổi là đại thọ, cho nên mời rất nhiều tân khách chúc phúc A. Mười mấy năm trước, nàng chính là tại nhà này phòng ở làm mất. Lục vãn chưa từng có chúc mừng sinh nhật, ròng rã 17 năm. Dù sao đối trước kia nàng tới nói, có thể sống sót liền đã rất tốt, cha mẹ nuôi trong mắt, nàng chỉ là một cái bồi thường tiền hàng. Chí vu thân cha đẻ mẫu, hẳn là tại nàng mỗi cái sinh nhật đều lăn lộn khó ngủ. Đừng nói giống như là hiện tại náo nhiệt như vậy, người một nhà đều không có tề tựu đâu. Ngẫm lại thật đúng là châm chọc. Ngươi có phải hay không cùng cha mẹ cùng một chỗ? Điện thoại bên kia thanh âm, để Lục Vãn lấy lại tinh thần. Đúng thế. Lục Bất Du một chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Các ngươi cái này rất quá đáng, dựa vào cái gì a, à, ta không phải thành viên gia đình sao? Ba người các ngươi bỏ lại ta đi hẹn hò. Đi gia đình tụ hội. Cái này thật đúng là coi hắn là thành lưu thủ nhi đồng rồi. Lục Vãn không phải đi tụ hội, ta chỗ này có chút việc. Bởi vì ngươi là tiểu công chúa A, cho nên mới để ngươi ở nhà chờ lấy, chúng ta xử lý xong liền trở lại. Hy vọng không muốn xé quá khó nhìn. Bất quá việc đã đến nước này, kỳ thật cũng không quan trọng. Cái gì? Lục bất du mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, nhíu nhíu mày lại hỏi. Cho nên các ngươi ở nơi nào? Lục vãn. Khuya về nhà cùng ngươi nói. Nghe được điện thoại bên kia âm thanh bận, lục bất du tức dẫn đến ở trên ghế salon lộn một vòng. Cái gì đó, nói chuyện cũng không nói rõ ràng. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp xuống kịch bản muốn một chút viết xong, buổi sáng ngày mai 8 điểm xong càng. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 97 Chương 97 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Triệu Giai Ninh 10 phút trước đã đến, nàng không có xuống xe, mà lại an tĩnh ngồi trên xe. Dạng này tụ hội, từ trước đến nay là vòng tròn bên trong xã giao trọng yếu nơi chốn. Thế nhưng là nàng không muốn sớm đi vào, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào chào hỏi bắt chuyện. Nàng rất nhiều năm không có đặt chân qua nơi này, hiện tại cũng nhìn không ra biến hóa cùng khác biệt. Rõ ràng là từ nhỏ đến lớn địa phương cũng rất xa lánh, đại khái là bởi vì không có chút nào lưu luyến đi. Nhiều năm trước một ngày, hai tuổi vãn vãn bị ôm đi tham gia ông ngoại sinh Nhật Yến, không còn trở lại. Nàng biết vội vàng tìm đến, tìm thật lâu, tìm tới trời tối cũng không có tìm được, từ biệt chính là 15 năm. Đây là trong trí nhớ, nàng một lần cuối cùng tới này tòa nhà phòng ở. Hải tử ban đầu vứt 3 tháng, nàng không biết mình làm sao sống qua tới. Hiện tại liên tiếp cũng không dám cẩn thận đi hồi ức, không phải hô hấp đều sẽ ngưng trệ. Không có ném qua hài tử gia đình, vĩnh viễn sẽ không minh bạch cái loại cảm giác này, lần lượt có manh mối, lần lượt thất vọng. Thống khổ cũng không có theo thời gian chuyển dời mà biến mất. Nàng còn có lão công cùng nhi tử, nàng là hậu thuẫn của bọn hắn, cho nên nhất định phải kiên cường. Nhìn thấy chiếc kia nhìn quen mắt lao vụt, triệu gia ninh lúc này mới thu hồi suy nghĩ, mở cửa xe đi xuống. Lục vãn. Mụ mụ, đối phương khóe mắt có nước mắt, thế nhưng là một giây sau lại không thấy, nhưng mới rồi thấy rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là hoa mắt. Triệu Giai Ninh Có ta ở đây không cần sợ. Lục Vãn Ta không có gì phải sợ, ta đã trưởng thành. Nàng hiện tại 18 tuổi, cũng không phải 2 tuổi, sẽ không tùy ý người khác bài bố. Triệu Giai Ninh quay đầu nhìn về phía Lục Bách Niên. Ngươi đây lục bách niên nắm tay về sau một lưng đứng thẳng lưng ta sợ bọn hắn làm gì hắn muốn đem hết toàn lực bảo hộ thê nữ nam nhân xương sống không thể công lại nói có cái gì khác nhau mọi người cùng một chỗ giảng đạo lý liền tốt ân ừ, nếu như đối phương muốn động thủ vậy hắn liền báo cảnh triệu giai ninh cười dưới đúng vậy a à, người một nhà cùng một chỗ không có gì phải sợ khi đi thôi vài chục năm đều không ở nơi này xuất hiện tam tiểu thư mang theo lão công cùng nữ nhi lúc tiến vào tại làm tân khách đều kinh hãi hôm nay có thế được thỉnh mời khách nhân đều là triệu gia thân hữu hay là trên phương diện làm ăn vãng lai đồng bạn phần lớn người đối triệu gia sự tình cũng đều có biết một hai biết tam tiểu thư đối phụ mẫu không thân càng là đối với hai người ca ca có lời oán tháng những năm gần đây quan hệ lẫn nhau xa lánh Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị này tam tiểu thư mấy năm gần đây chạm tay có thể bỏng, đầu tư mấy cái hạng mục phong sinh thủy khởi, tỷ lệ hồi báo để cho người đỏ mắt. Bàn về đến, nàng người tài sản khả năng so với hắn phụ thân càng nhiều, đối phương trong vòng hiếm thấy nữ cường nhân, ở đây chư vị hoặc nhiều hoặc ít nghe qua. Không nói những cái khác, nhà ai nếu là có như thế tài giỏi cô nương xác định vững chắc đến thắp hương bái Phật, không có chút nào so nam nhân trên lệch đáng tiếc triệu gia lão lưỡng khẩu hết lần này tới lần khác cùng nữ nhi này quan hệ không thân bình thường đi lại đều rất ít cho nên triệu tam tiểu thư lại làm sao có thể làm triệu gia cũng ăn không được tiền lãi lúc trước ân oán đám người khó mà nói dù sao mọi nhà có nỗi khó xử riêng bất quá bây giờ đến xem hai bên nối lại tình xưa cũng không tính không thể nào hôm nay lão gia tử tự, tự mình đi mời có lẽ tam tiểu thư liền mềm lòng đâu dù sao vẫn là người một nhà trước trước sau sau mấy nhóm người muốn cùng triệu gia ninh kết giao tình lẫn nhau đổi danh thiếp người đều bị đối phương uyển cự thật có lỗi ta hôm nay không có gì tâm sự nói những thứ này huống chi nàng cho tới nay tận lực phòng ngừa cùng triệu gia kết giao mật thiết người lai vãng thất bại tan tác mà quay trở về mấy người nhún vai vị này tam tiểu thư không quá có lực tương tác phần lớn lực chú ý trên người triệu gia ninh không nói vẫn còn có chút người nhận biết lục vãn. Biết đây là lục tân giả tự mình điểm danh người thừa kế. Thái độ cũng rất nhiệt tình, nghĩ sớm giữ gìn mối quan hệ. Không có ý tứ, ta không có nói chuyện phím. Lục vãn mặt mũi tràn đầy viết cự tuyệt, hai mẹ con biểu lộ nhất trí. Lục vãn là cái không kháng đói người, có thể là trước kia đói sợ, có bóng ma tâm lý. Chỉ cần một đói liền sẽ hoảng hốt cùng quá hưng phấn tỷ như nói hiện tại. Đại khái là bởi vì ba bữa cơm định thời gian, thật lâu không có cảm nhận được, cho nên so lúc trước cảm giác rất mãnh liệt. Bất quá nàng coi như lại đói, cũng không muốn ăn những thứ kia. Triệu Tấn Thành bí mật quan sát mười mấy phút sau, càng ngày lông mày càng nhíu lợi hại. Nói thế nào, gia nhân kia hôm nay cũng quá đoạt hí. Lão gia tử 80 tuổi sinh nhật, tân khách lực chú ý hơn phân nửa đều trên người bọn hắn cái này cũng coi như xong, bất quá bọn hắn là thái độ gì. Liên tiếp qua loa cũng không nguyện ý sao. Triệu Tấn Thành đi đến lục vãn trước mặt, hắn từ trên xuống dưới dò xét người một chút, nói. Thế nào, tới đây đem ngươi ủy khuất. Vui mừng như vậy thời gian, đừng một mặt tan. Mặc dù hai người là cùng thế hệ, nhưng là hắn so lục vãn lớn 10 tuổi, lại tự kiềm chế là tôn trưởng tôn, tự nhiên có tư cách đi giáo huấn đối phương ngươi cho rằng ta rất nghĩ đến sao. Không hiểu thấu bị làm đến nơi này, nhìn thấy nhiều như vậy chẳng hiểu ra sao người. Lục vãn rất ít đi chửi bới hoặc là nội hàm người khác, thế nhưng là nàng hiện tại khí áp phi thường thấp. Thật rất không vui a. À. Cái này đều 8 giờ, nàng còn không có có thể ăn được đồ vật. Đói ngực phản thiếp phía sau lưng. Mà lại nàng cùng triệu tấn thành trước đó, trước đó liền có khúc mắt. Người này rất đáng ghét, Bất Quá nói đi thì nói lại, triệu gia người ngoại trừ mình mụ mụ là tiên nữ, những người khác hoàn toàn không có mắt đi xem, đơn giản một đám bệnh tâm thần. Bởi vì đói tâm hoảng, Lục Vãn hôm nay ý kiến phi thường lớn. Triệu Tấn Thành, ngươi không nên quá đắc ý, lên cao ngã nặng, có ngươi xui xẻo thời điểm. Ta không biết rõ ngươi ý tứ, Bất Quá không quan hệ, ta quay đầu đến hỏi đại bá ta, hắn hẳn phải biết. Lục Vãn ngừng nói còn nói đại bá ta nói về sau ta sẽ tiền đồ như gấm xem ra ngươi có khác biệt cách nhìn có lẽ các ngươi có thể trao đổi một chút triệu tấn thành sắc mặt trở nên ngủ thải tân phân lên hừ lạnh một tiếng quay người đi hắn nào dám cùng lục tân giả giao lưu lục vãn sờ lên chưa từng như này bằng phẳng bụng dưới cáo mượn oai hùng chính là rất thoải mái a à, vẫn là đại bá ngư bức trên mặt bất động thanh sắc lại nhao nhao vểnh tai liều mạng nghe lén tân khách toàn bộ đều sợ ngây người. Quả nhiên là lục gia đại tiểu thư, này đến khí cũng quá đủ. Tuổi còn nhỏ, thế mà như thế cương. Khí này trận rất giống lục tân giả, quả thật toàn gia thổ phỉ, bất quá cô nương này hẳn là tiền đồ vô lượng, ta còn là ôm lấy đùi. Qua, hôm nay giống như có lớn dưa dáng vẻ. Mặc dù không nói chuyện, nội tâm hí đều vô cùng phong phú. Triệu Tấn Thành tức hỗn hển rời đi về sau, đi tìm phụ thân của hắn cáo trạng. Lục vãn đơn giản quá phách lối. Ỷ vào phía sau có lục gia chỗ dựa, dạng này không kiên nể gì cả. Lục vãn quét mắt ngay tại sốt ruột giao lưu triệu gia phụ tử. Không cần nghĩ tượng, đều biết khẳng định lại nói mình nói xấu. Và cái kia, mình cũng nhận biết. Lục vãn về đến nhà ngày đầu tiên, Triệu Khuê liền mang theo phu nhân cùng dưỡng nữ đi cưỡng ép bái phỏng một mình ở nhà lục vãn. Đáng tiếc hắn tính toán đánh hụt, người một nhà ngoại trừ tại hiện trường nhìn lục vãn ăn truyền bá, không có chút nào bất luận cái gì kiến thiết. Cùng ngày đành phải ra hai cái kết luận. Lục vãn không phải dễ treo, thật phi thường có thế ăn. Đến 8 giờ rưỡi đêm, tân khách đã toàn bộ đến đông đủ. Chủ sự trận này sinh nhật Yến Triệu Khuê đi đến ở giữa nói chuyện. Rất cảm tạ mọi người có thể tham gia lần này sinh nhật Yến, hy vọng lão gia tử 85 tuổi, 90 tuổi, 95 tuổi, 100 tuổi chúng ta còn có thể tề tụ một đường. Thanh âm thông qua microphone truyền tới, một nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Lục vãn vuốt vuốt lỗ tai, nhà này người thật là tú, còn dùng lời ống đâu. Sống đến 100 tuổi, già mà không chết là vì tặc. Nàng không nhịn được nghĩ dê dù sao đã nhanh đói điên rồi. Triệu Khuê là Triệu Việt Minh trưởng tử, Triệu gia công ty nghiệp vụ rốt cục bản khối phần lớn hắn trong tay. Bất quá kỳ thật không có kém, dù sao hai huynh đệ cũng sẽ không làm ăn, cũng dễ dàng liền đem sự tình làm hư. Triệu gia công ty là truyền thống xí nghiệp, tuyệt đối sẽ không đem đại quyền giao cho có năng lực ngoại nhân. Thế nhưng là người trong nhà không có thông minh, Triệu Việt Minh lúc còn trẻ coi như không tệ, cái này đều 80 tuổi cũng không định tác dụng quá lớn. lại nói, và một mực không về hưu, phía dưới hai đứa con trai cũng sẽ có ý kiến. chỉ là bình tĩnh mà xem xét, đại đa số người cảm thấy triệu việt minh nếu là đem sản nghiệp giao cho tin cậy gửi gắm cơ cấu tới quản lý, yêu cầu đối phương hàng năm muốn đạt tới đối mặt lợi nhuận điểm, nhất định so hiện tại tốt hơn rất nhiều. lực chú ý của chúng nhân rất khó tập trung ở người triệu gia trên thân dù sao không có mới mẻ cảm giác mặc âu phục ăn nói có ý tứ triệu tam tiểu thư ngược lại là phá lệ hấp dẫn sự chú ý của mọi người nếu như lão đầu nhi lúc trước đem đại quyền giao cho tam tiểu thư triệu gia khẳng định lên mấy cấp độ lại nơi nào sẽ là hiện tại cái dạng này hôm nay vấn đề này còn không phải rõ ràng nhìn đều lăn lộn ngoài đời không nổi ba ba đi lấy lòng vài chục năm quan hệ đều không thế nào tốt nữ nhi trọng nam kinh nữ thật muốn không được, không nói những cái khác, liền tam tiểu thư dạng này, không thể so với nàng hai người ca ca cộng lại đều mạnh lên vô số lần. Triệu Khuê lời dạo đầu sau khi nói xong, dừng lại 5-6 giây sau, đám người lúc này mới kịp phản ứng, đối phương là chờ lấy các nàng vỗ tay đâu. Lúc này mới nhao nhao giơ tay lên, hiện trường vang lên thưa thất tiếng vang. Triệu Khuê đối với hắn muội muội ý kiến rất lớn. Hắn rất mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy triệu gia ninh bất quá là vận khí tốt, lưng tựa đại thụ đi được thuận buồm xuôi gió thuận dòng mới có thể có hiện tại thân gia, căn bản không có gì có thể kiêu ngạo địa phương. Một phương diện khác lại cảm thấy triệu gia đem nàng cho nuôi dưỡng lớn lên, có tiền như vậy thế mà không biết trả lại, quá không nên nên. Nói trắng ra là không phải liền là bởi vì lúc trước phụ thân đem nàng làm tốt mấy cái thiết kế cho hai cái huynh trưởng, liền cái này nàng có thế ghi hận vài chục năm một chút cũng không có suy nghĩ nếu như không phải triệu gia tỉ mỉ bồi dưỡng nơi nào có nàng hiện tại ngày tốt lành không chỉ có không giúp người trong nhà thế mà còn xui khiến lục tân giả đến làm khó hắn nhóm hôm nay cuối cùng đem lão tam cho mời tới ngay trước nhiều như vậy mặt hắn ngược lại là muốn nghe một chút đối phương nói thế nào triệu khuê hắn giọng một cái khai môn kiến sơn nói hôm nay nhà ta tam muội cũng tới Tin tưởng các vị đều thật bất ngờ, dù sao nàng quý nhân có nhiều việc, đã vài chục năm không có trở về, cũng quên còn có phụ mẫu, còn có hai người ca ca. Ta hôm nay nói một câu trò đùa lời nói, cái này cùng chết không chôn có cái gì khác nhau. Lời nói được không tính khách khí, tất cả mọi người một nháy mắt lên tinh thần, chỉ cần là không có quan hệ gì với mình, ăn dưa đều không chê chuyện lớn. Triệu Khuê nhìn xem trong đám người Triệu Giai Ninh, dừng lại mấy giây tiếp lấy còn nói kỳ thật ta cũng không ngoài ý muốn dù sao lão tam từ nhỏ đến lớn đều như vậy nói xong điểm chính là độc lập không tốt chính là bạc tình bạc nghĩa bất quá ta vẫn là hy vọng nàng có thể quay đầu lại dù sao phụ mẫu đã tuổi già ba chúng ta huynh muội không trẻ cho dù có qua mâu thuẫn vậy cũng đều là chuyện đã qua lúc trước bởi vì nữ nhi không cẩn thận ở chỗ này làm mất lão tam một mực quán trách chúng ta bất quá hài tử đều đã tìm trở về cho nên ta hy vọng nàng cũng có thể cùng người thân tiêu tan hiềm khích lúc trước, trước mặt nhiều người như vậy. Lục vãn nghe được cân xanh trên trán nhảy dưới, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế da mặt dày người. Tốt xấu đều để đối phương nói xong. Cái này rõ ràng chính là đạo đức bắt cóc. Dựa vào cái gì lão đầu tuổi tác lớn, liền phải tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nàng trở về, sự tình trước kia liền có thể xem như không có phát sinh sao triệu gia hai cha con đem triệu giai ninh tìm đến cũng cùng cái khác thúc bá trưởng bối thông qua khí triệu khuê mở cái đầu bọn hắn cũng đều ra sân một đám lão đầu nhi bắt đầu các loại mê hoặc phát biểu đúng vậy a à, lão tam cái này cũng nhiều ít năm phụ thân ngươi cùng ca ca vẫn là trong lòng đều nghĩ đến ngươi ngươi bây giờ thuận buồn xuôi gió thuận dòng không biết chờ ngươi tình trạng không tốt thời điểm mới có thể biết chỉ có nhà mẹ đẻ mới đáng tin sự tình trước kia cũng đều đi qua, dù sao cũng là người một nhà, tục ngữ nói đánh gãy xương cốt liên tiếp trải qua. Triệu Gia Ninh không nói gì, chỉ là cười lạnh. Bọn này lão già thật sự là một điểm mặt cũng không cần. Lục Vãn là thật nghe không nổi nữa. Mà lại loại tình huống này, Triệu tổng mặt kệ nói cái gì đều sẽ bị lên án. Đã có rất nhiều không biết nơi nào xuất hiện thánh mẫu, giúp nàng tha thứ. Lục Vãn, đợi chút nữa ta muốn đánh gãy hạ các ngươi, ta có thể cầm ý kiến phản đối sao? Ngươi một tên tiểu bối xen vào cái gì? Ngừng nói, triệu khuê suy nghĩ một chút còn nói. Lục vãn, xa không nói, ngươi không phải cũng bị mất vài chục năm gần nhất mới tìm trở về. Cứ như vậy, ngươi cũng cùng mụ mụ ngươi chung đụng rất tốt, không có ngăn cách. Khi nàng vì cái gì không thể lý giải cha mẹ của nàng, đi suy bụng ta ra bụng người. Lục vãng. Ta lúc đầu đi như thế nào vứt, trong lòng các ngươi không có số sao. Triệu Khuê Chúng ta hôm nay không nói chuyện trước kia, liền nói hiện tại, Triệu Giai Ninh hẳn không phải là xứng chức hợp cách mẫu thân đi, cửu cửu hỏi ngươi một vấn đề, nếu như trả lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi nguyện ý lại làm nữ nhi của nàng sao? Nếu như ngươi nguyện ý, nàng vì cái gì không thể thông cảm chúng ta? Vấn đề này rất chu tâm, Phản phất mặt kệ lục vãn trả lời thế nào đều là sai lầm. Lục vãn do dự hai giây, gần từng chữ một. Nếu có cơ hội có thể tuyển, ta đương nhiên không nguyện ý. Triệu Khuê có chút ngoài ý muốn, thế mà lại nói không nguyện ý. Hiện trường càng là một mảnh thấp vọng xôn xao. Lúc đầu có chút khẩn trương, hổ thẹn trong lòng Triệu Giai Ninh càng là sắc mặt khó coi. Nàng là rất xin lỗi nữ nhi, làm mất những năm kia để hài tử thụ rất nhiều khổ mỗi lần vừa nghĩ tới đều rất thu tâm. Dù là nàng vãn vãn oán trách nàng, cũng đều là hẳn là. Lục vãn. Mẹ ta đối với ta rất tốt, mặc kệ chiếu cố hài tử, vẫn là công việc nàng đều rất tẩn trách mặt cho, cũng rất vất vả. Cho nên nếu như cho ta một lần lựa chọn, ta không muốn làm con gái nàng, ta hy vọng để nàng tới làm ta nữ nhi, ta cũng sẽ đem nàng chiếu cố rất tốt, sẽ không đánh ép nàng, sẽ không khinh thị nàng, càng sẽ không đạo đức bắt cóc nàng. Ta tưởng tượng nàng yêu ta, toàn tâm toàn ý đi yêu nàng, tuyệt đối cùng các ngươi dối trá người không giống. Câu nói sau cùng trịch địa hữu thanh, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Triệu Gia Ninh che miệng lại, cố gắng khắc chế cảm xúc. Nguyên Lai vãn vãn không tiếp tục trách nàng. Lục Bách Niên ôm lấy đối phương bả vai. "Lão bà, ngươi vất vả, nữ nhi của chúng ta chính là toàn thế giới tốt nhất nữ nhi." tác giả có lời muốn nói. Hơi có chút ngắn khoảng 6 giờ chiều đến đổi mới dài đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 98 Chương 98 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Triệu Khuê Ngươi có ý tứ gì, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phân thượng. Lục vãn đi qua, cầm lấy bên cạnh một cái pha lê ly đế cao, không có chút nào dự cảnh đập xuống đất. Bên cạnh chuẩn bị tiến lên thuyết phục một đám trưởng bối, toàn bộ ngậm miệng. Đồng thời lui về sau một bước. Cùng lục vãn bảo trì khoảng cách an toàn. Bọn hắn là tới làm thuyết khách, quen thuộc cao cao tại thượng chỉ điểm gian thượng, lại cũng không chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm. Lục vãn. Nơi này không có ta nói chuyện phân thường, vậy tại sao cửa trường học trắng ta? 80 tuổi là đại thọ, vậy ta liền chúc hàng tháng bình an. Triệu Việt Minh chống gậy chống đi tới. Hôm nay là ta đại thọ, ngươi làm một vãn bối cứ như vậy đối trưởng bối sao. Ngươi cứ như vậy dạy ngươi. Ta mới về lục gia nửa năm, mặc dù cha mẹ ta hữu tâm dạy ta, bất quá thời gian quá ngắn, hiệu quả chẳng ra sao cả, nếu như bọn hắn từ nhỏ đã dạy ta, vậy nhưng định hiệu quả khác biệt. Ngừng nói, lục vãn còn nói ta cha mẹ nuôi ngược lại là không dạy qua ta cái gì, mỗi ngày cơm đều ăn không đủ no, chỗ nào tâm tình nghĩ cái khác, các ngươi không cần đạo đức bắt cóc ta. 15 năm trước, ta là thế nào làm mất, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Triệu Việt Minh run lên. Ngươi lôi chuyện cũ. Cũng là bởi vì ông ngoại chủ ý của ngươi, hai cái cửu cửu muốn đem ta giấu đi, muốn mượn này uy hiếp ta mụ mụ đáp ứng điều kiện của các ngươi, thế nhưng lại không có có thế chiếu cố tốt ta, mới khiến cho ta bị mất. Ta cùng dưỡng phụ ngược lại là thường xuyên đánh lộn, bất quá đây nhất định không phải là các ngươi muốn giáo dưỡng. Triệu Việt Minh có chút hoảng sợ. Ta không muốn nghe, ngươi đừng nói nữa. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hắn đến cùng muốn làm gì. Lục vãn lại không định tính như vậy, nàng tiến lên một bước. Chẳng lẽ các ngươi ngoại trừ bức ta mụ mụ, đối ta cũng không cần nói một câu thật có lỗi, không nói cũng không lớn gấp, nhưng là ít nhất phải muốn chút mặt có chút đi. Triệu Việt duyệt người khác làm cho rút lui một bước, thanh âm có chút run rẩy. Vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên. Hơi không dễ nghe liền nhịn không nổi nữa sao? Vậy ta trước kia qua thời gian, các ngươi có nghĩ tới không? Lục Vãn đi qua, kéo lấy khăn trải bàn dùng sức một cầm, ly rượu đỏ xếp thành tiểu tháp, trong khoảnh khắc toàn bộ ngã xuống. Soạt, tiếng vang. Ở đây tân khách đi theo căng thẳng trong lòng. "Sẽ không, các ngươi tại hàng tháng bình an." Lục Vãn quay đầu, ánh mắt đảo mắt một vòng, thanh âm nhàn nhạt còn nói, "Cho nên, các ngươi có cái gì một mực hướng về phía ta tới, không cần đi tìm ta phụ mẫu, bởi vì là ta không nguyện ý tha thứ các ngươi, chỉ cần ta không gật đầu, bọn hắn liền sẽ không hồi tâm chuyển ý, sẽ cùng ta nữ nhi này một cái trận tuyến." "Triệu Khuê, ta nhìn ngươi là điên rồi." ngoại trừ chỉ trích, các ngươi liền không có cái khác muốn nói sao. Lục vãn khẽ cười một tiếng, cười còn nói. Làm nhiều chuyện như vậy, còn nghĩ khác ngày nghĩ giả trang cái gì đều không có phát sinh. Khi tất cả mọi người đi đạo đức bắt cốc cốt, muốn pháp luật có làm được cái gì? Nàng rất đói cũng rất hưng phấn. Lục vãn dùng trong tay khăn trải bàn, xoa xoa trên mu bàn tay nhỏ tung tóe đến rượu đỏ, cười còn nói. Ta ở chỗ này làm mất vào cái ngày đó, cha mẹ ta nhưng so sánh các ngươi hiện tại khó chịu nhiều. Triệu Khuê Ngươi đây là trách chúng ta. Lục vãn không có trả lời đối phương, trên đất mảnh kiến bể cùng rượu đỏ phản xạ ánh đèn, có loại đồi phế hoa lệ. Có kinh lịch hẳn là chuyện xấu, đại bá nói qua ta rất giống hắn, ta cảm thấy rất tốt. Đây là một lần cuối cùng, nếu như các ngươi quấy rầy nữa ta, đừng trách ta không khách khí, ta cam đoan sẽ chỉ so hôm nay khó xử gấp 10 gấp trăm lần, dù sao bởi vì các ngươi ta mới có thể làm mất hiện tại cơn giận còn chưa tan triệu khuê chỉ bằng ngươi đúng vậy a à, chỉ bằng ta bằng ta có thể là lục gia người thừa kế các ngươi nếu là lại đến kiếm chuyện đừng trách ta không chỉ có không niệm vốn là không tồn tại tình cũ còn tâm ngoan thủ lạc lãnh huyết vô tình có sự tình triệu giai ninh không thể nói cũng không thể làm dù sao làm người con cái nhưng là Lục Vãn có thể, nàng chỉ là học sinh cấp 3, bởi vì triệu gia khuyết điểm nàng mới đi mất nhiều năm. Có thể lựa chọn không tha thứ. Đang ngồi tân khách hai mặt nhìn nhau, bầu không khí giằng co, không ai dám nói chuyện. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lại đột nhiên náo thành dạng này, Lục gia vị tiểu thư này, thật rất dám. Lục Vãn quay đầu, nhìn xem Triệu gia Ninh còn nói. "Mụ mụ, ngươi cũng nghe thấy rồi." Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ bọn hắn, ngươi là ta mụ mụ, cho nên nhất định phải đứng tại ta bên này, ngươi tuyệt đối cũng không thể mềm lòng. Triệu Gia Ninh đi qua, ông lấy nữ nhi bả vai. Ta biết. Nàng biết, Lục Vãn nói như vậy toàn bộ là vì mình. Chỗ làm việc nữ cường nhân, kiểu gì cũng sẽ bị người đi lên án. Ngươi có thể làm được trình độ này, có phải hay không gia đình không hạnh phúc, có phải hay không quá cường thế? có phải hay không cùng trong nhà người quan hệ rất kém cỏi chỉ có tìm tới đối phương không bằng mình hoặc là có thiếu hụt địa phương phản phất dạng này mới có thể tâm lý cân bằng chuyện này làm lớn chuyện phần lớn người sẽ ủng hộ triệu gia ninh nhưng là nhất định sẽ có rất nhiều cái khác thanh âm dù sao người ở bên ngoài xem ra triệu gia hai vợ chồng không có khắc khe khe khắc ngược đãi đem nữ nhi nuôi đến như thế lớn liền không dễ dàng coi như không cẩn thận làm mất rồi tôn nữ cũng không tính cố ý, đây không phải đều đã nói xin lỗi. Thiên hạ không có không phải phụ mẫu, bọn hắn những người đi đường này thay người tha thứ cùng bất bình. Nhưng là chính là bởi vì là thân nhân, có đôi khi mới có thể gây tổn thương cho càng sâu, còn có thể đứng tại đạo đức điểm cao. Chỉ là những người này có thể đạo đức bắt cốc triệu giai ninh, lại không thể bắt cốc lục vãn, triệu tấn thành sắc mặt hắc phản phất đáy nồi, âm dương quái khí nói. Tốt, ta tính biết, nguyên lai lục tân giả từng bước ép sát là ngươi đã lén báo cáo, lục vãn ngươi quá phận, tốt xấu trên người ngươi cũng chảy triệu da máu. Lục vãn. Đúng vậy a, à, bởi vì cái này một nửa máu, mới khiến cho ta có được phong phú kinh lịch trước 17 năm, các ngươi đối ta, thật không có gì muốn nói sao. Triệu tấn thành. Lục vãn. Vậy ta đến nói một chút đi, đại bá ta thật giống ngươi nói từng bước ép sát. Chính các ngươi tâm lý nắm chắc sao? các ngươi không có ngấp nghé mẫu thân của ta đồ vật, hoặc là lục gia sản nghiệp, hắn căn bản sẽ không dạng này. Ngươi có thế vỗ bộ ngực nói, ngươi, chưa từng có ý nghĩ này sao? Triệu Tấn Thành quay đầu chỗ khác. Ngươi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn có chút chột dạ. Lục vãn, hôm nay lại là lão đầu tử tự mình đi mời, lại là lớn đường cái bức ngừng xe của ta, các ngươi nếu là cũng không biết, sợ là không có người khác tin sao. Ở đây tân khách. Hoàn toàn chính xác không tin, rõ ràng là có mưu đồ. Bất quá vẫn là thật ngoài ý liệu, lúc đầu coi là chỉ là triệu gia nghĩ lấy lòng tam tiểu thư, không nghĩ tới bên trong còn có nhiều chuyện như vậy. Lục gia đứa cháu ngoại này nữ. Không có nói sai tất yếu. Mà lại nhìn triệu gia sắc mặt người toàn bộ cũng thay đổi, vậy mà một câu cũng không thể cãi lại sao. Nếu như đây là sự thật, kia thao tác cũng quá tao, khó trách lục gia những năm này tiếp tục đi xuống dốc. Dù sao cả nhà duy nhất bình thường tam tiểu thư, đã tại nhiều năm trước bị bọn hắn bức cho đi. Triệu Việt Minh cảm xúc có chút kích động, tức cao thanh âm. Hỗn trướng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế ngỗ nghịch ta. Lục vãn. Vậy ngươi sống 80 tuổi đều tính kém kiến thức, về sau sẽ từ từ nhiều lên. Triệu Việt Minh dơ lên gậy chống đưa tay liền muốn đánh. Triệu Giai Ninh liền vội vàng tiến lên một bước che lại nữ nhi. Lục Bách Niên đem hai mẹ con đô hộ tại sau lưng, khí phẫn điền ưng nói. Giai Ninh cùng ta mới kết hôn thời điểm, tự ngươi nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, nàng lập nghiệp gian nan nhất thời điểm, ngươi cũng nhiều phiên cản trở, thật vất vả nàng có thành tựu tốt, ngươi lại nhớ nàng vất vả dốc sức làm hạ thành tích đưa cho ngươi nhi tử, người như ngươi không xứng làm phụ thân ta tuyệt đối sẽ không đối với ta như vậy nữ nhi ngươi nếu là đánh ta ta liền lục bách niên ngừng nói tất cả mọi người ngừng thở thì thế nào hoàng thủ sao như thế kích thích lục bách niên ta liền báo cảnh nghiệm thương đám người tân khách a à, dạng này a à. vị này nam sĩ sức chiến đấu hẹn tương đương nữ nhi của hắn một phần mười Triệu Việt Minh tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng lên, sắc mặt cũng biến thành ửng hồng. Triệu Khuê Không tốt, ba ba cao huyết áp phạm vào. Lục vãn nghe xong, vội vàng đẩy ra ngăn tại trước mặt mình phụ mẫu. Nàng không chê chuyện lớn nói. Thất thần làm gì, nên uống thuốc uống thuốc, nên đưa bệnh viện liền đưa bệnh viện, nhìn một cái chính là các ngươi bọn này bất thành khí, lão gia tử mới bị tức thành hình dáng ra sao, không phải ta nói, các ngươi thật nên hảo hảo tỉnh lại một chút mình. Triệu Tấn Minh phẫn nộ nói. Lục vãn ngươi thế mà còn trả đũa. Rõ ràng chính là ngươi. Lục vãn. Có biết nói chuyện hay không? Cao huyết áp là một ngày đi thành sao? Chính là các ngươi bình thường tức giận. Ngươi muốn nói như vậy, vậy ta phải đi nhanh một chút, không phải muốn bị ỉ lại vào ta nhưng trả không nổi trách nhiệm. Lục vãn tay trái lôi kéo triệu giai ninh, tay phải kéo lấy lục giáo sư. Đi thôi đi thôi, chúng ta về nhà. Ngừng nói, lục vãn lại đối những người khác nói. Các ngươi cũng đều ai về nhà nấy đi, không có náo nhiệt nhìn. Các tân khách nhìn xem lục vãn biểu lộ, vô cùng một lời khó nói hết. Dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này loại hình. Ở trước mặt kịch liệt như vậy xé xong về sau, mình còn một mặt bình tĩnh, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh trong đó cũng có mấy vị nhận biết lục tân giả, không thể không nói. Vị này lục đại tiểu thư tác phong làm việc, thật đúng là cùng nàng đại bá rất giống. Đồng dạng giảo hoạt lại da mặt dày. Không nói những cái khác, chỉ sợ là về sau tiền đồ lớn đâu. Người triệu gia vây quanh lão đầu nhi, những người khác nhìn xem lục vãn. Lục vãn suy nghĩ một chút, còn nói. Các vị là đối ta ý kiến rất lớn sao? Không có quan hệ, ai còn không ai chán ghét đâu, về sau tận lực tránh ta, không nên cùng Lục gia tập đoàn hợp tác là được. Một đám tân khách. Lục Vãn, ta nói là, nếu như các ngươi có năng lực, có điều kiện cùng Lục gia làm đối tượng hợp tác. Một đám tân khách. Cũng không có. Gia hỏa này thật đáng ghét a. À. Triệu Gia Ninh đi đến cửa chính, cuối cùng quay đầu mắt nhìn. Nàng lại quay tới, trong mắt đã không có mảy may lưu luyến. Nếu như bọn hắn có thế thành khẩn xin lỗi, thực tình chữa trị quan hệ lẫn nhau, năm rộng tháng dài mình khó tránh khỏi mềm lòng. Nhưng là làm sao có thể, bọn hắn vẫn là như thế tự tư, ngu muội, đại nam tử chủ nghĩa. Triệu Giai Ninh bàn giao trợ lý đem xe lái trở về, nàng lên lục bách niên chiếc kia lao vụt. Hai vợ chồng ngồi phía trước sắp xếp, lục vãn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. 9 giờ, ta muốn đói dẹp bụng lục vãng dựa vào phía sau một chút nhìn không được phàn nàn nói lúc đầu một chút trầm muộn bầu không khí trong nháy mắt liền dễ dàng hơn lục bách niên cười nói vừa rồi làm sao không ăn đồ vật lục vãng a à, nhìn thấy quá nhiều không thích người ta ăn không vô triệu giai ninh lắc đầu tính trẻ con vậy chúng ta trước lân cận tìm một chỗ ăn cơm đi không phải còn phải chờ một giờ lục vãng giơ hai tay tán thành Ta đồng ý, bất quá. A Di bảo hôm nay cho ta làm món kho. Lục Bách Niên. Cái kia có thể ban đêm ăn, ba ba cùng ngươi cùng một chỗ, làm điểm uống. Bình thường là Lục Vãn uống rượu bia ướp lạnh, Lục Bách Niên uống băng Coca-Cola. Lục Bất Du muốn giảm béo, bình thường hùng hùng hổ hổ nhìn một hồi liền đi. Lục Vãn. Đã 9 giờ, chẳng lẽ không tính ăn khuya sao? Triệu Giai Ninh. Vậy liền ngày mai ăn đi. Lục vãn. Được thôi. Thời gian này y nguyên có rất nhiều phòng ăn kinh doanh. Lục vãn tại đại chúng lời bình bên trên, tìm một nhà danh tiếng không tệ phòng ăn. Qua giờ cao điểm, hiện tại còn không cần chờ vị. Triệu Giai Ninh đối với cuộc sống phẩm chất rất có giảng cứu, lục giáo sư bị nàng tỉ mỉ nuôi rất nhiều năm, khó tránh khỏi có chút bắt bẻ. Bất quá bồi tiếp nữ nhi ăn cơm, hai người đương nhiên sẽ không nói cái gì đây là lục vãn tỉ mỉ sàng chọn phòng ăn, hoàn cảnh nhìn rất bình thường, bất quá ngược lại là cũng sạch sẽ gọn gàng, làm chính là món cây tứ xuyên, lục vãn điểm bốn đồ ăn một chén canh. Đồ ăn dân đủ về sau, hai vợ chồng phát hiện hương vị rất không tệ. Nửa giờ sau, lục vãn ngẩng đầu. Các ngươi ăn no chưa? Từng. Đúng thế. Lục Giai Ninh ban đêm rất ít ăn đồ vật, Lục Bách Niên cũng ăn được không nhiều. Lục Vãn đạt được trả lời khẳng định, thế là tiến hành dọn bàn hành động. Nàng không thích lãng phí, đi bên ngoài gọi món ăn nhất định sẽ ăn hết tất cả, cũng sẽ không cố ý điểm rất nhiều. Harry còn nói qua, Lục Vãn đây là cán bộ kỳ cựu tác phong. Không quan hệ hẹn chuyện này, vốn là không có gì có thể lấy bị lên án. Lục Vãn, ta ăn không nhiều, ta tại lớn thân thể. Lục Bách Niên, chúng ta vãn vãn rất nhã nhặn triệu giai ninh không coi là nhiều khẩu vị tốt mà thôi lục vãng các ngươi nói như vậy rõ ràng không phải nghĩ như vậy tốt a à, nàng vẫn là ăn mình a à. lục bất du các loại quá nhàm chán mười giờ rồi thế mà vẫn chưa về hắn lại 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 trở thành lưu thủ nhi đồng sao hắn đã kiện thân xong tắm xong nhìn hai giờ kịch bản hiện tại lại tẻ nhạt ở trên ghế salon lật ra một cái mặt. Nghe thấy cửa phòng mở, Lục Bất Du một cái giật mình từ trên ghế salon ngồi dậy. "Lục Vãn, ngươi không phải nói lập tức liền trở về, ba người các ngươi ở bên ngoài ăn cơm rồi. Ngươi thế mà gạt ta." "Đúng vậy a, à, làm xong liền tiện thể ăn mỹ vị món cay tứ xuyên." Lục Vãn vừa nói, vừa đi qua sờ lên đối phương đỉnh đầu ổ gà, tiếp lấy chạy lên lầu. Lục Bất Du tóc mỗi lần tẩy xong, nếu như không làm tạo hình liền sẽ nổ tung hắn có chút tự nhiên quyển cả nhà liền hắn dạng này nhi tử ngươi làm sao còn chưa ngủ cái thứ hai đi tới triệu giai ninh rất thuận tay sờ một cái ngồi ở trên ghế salon nam sĩ đỉnh đầu ổ gà thật là một cái đứa nhỏ ngốc đi tại sau cùng lục bạc niên cũng bắt chước hai mẹ con sờ một cái ổ gà mới lên lâu lục bất du quay đầu nhìn xem lên lầu ba người cái này có ý tứ gì a à? đầu hắn phát xoa tay vải sao lục bất du lây xuống tóc chẳng lẽ liền không có cái khác tự nhủ sao hắn còn tại phiền muộn điện thoại đột nhiên liền vang lên lục tân giả đánh tới lục bất du ấn nút trả lời nhìn xem vẫn là có người quan tâm chính mình bất du lục vãn cùng cha mẹ ngươi trở về rồi sao lục bất du vừa trở về a à đem điện thoại di động ta cho ngươi ba ba, ta mới vừa rồi không có đã thông hắn điện thoại. Lục bất du. Đó là cái không có, mình còn có thể ôm lấy cái gì chờ mong đâu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 99 Chương 99 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lục bất du cầm mở khuếch đại âm thanh điện thoại, tâm tình phức tạp lên lầu 2 hắn hít sâu một cái đi đến phụ mẫu phòng ngủ trước đưa tay đẩy cửa không nghĩ tới cửa bị khóa trái lục bất du triệt để mộng không cần thiết a à, cái này đều mới trở về đi mang theo nữ nhi đi ra ngoài ăn cơm cùng hắn đứa con trai này không có nói trò chuyện sao lão lục ta biết ngươi trong phòng ngủ chớ núp lấy không ra ngươi ra a à. lục bất du đưa tay dùng sức gõ cửa ngay tại ông cùng một chỗ hôn hai vợ chồng một giây tách ra. Triệu Giai Ninh sửa sang lại quần áo. Hai người biểu lộ cảm xúc, chỉ chớp mắt nữ nhi đều lớn như vậy không nói, hơn nữa còn rất ưu tú. Lục vãn cánh đã đầy đặn, sau đó không lâu liền sẽ nhất phi trùng thiên. Trở thành chú mục vì sao kia. Không cần bọn hắn bảo hộ, còn có thể trái lại bảo vệ bọn hắn. Hai vợ chồng kiêu ngạo lại tiếc nuối, đến cùng vẫn là bỏ qua nữ nhi trưởng thành bất quá phía ngoài nghi tử, có lẽ là thời điểm đánh một trận. Lục bất du đợi mười mấy giây, cửa rốt cục mở ra. Đại bá tìm ngươi đây. Lục bách niên tiếp nhận điện thoại, nhìn chầm chầm lục bất du một chút, lúc này mới cúi đầu nói chuyện. Đại ca, sự tình tối hôm nay, ta đều nghe nói, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Lục tân giả thanh âm, từ trong điện thoại di động truyền tới. Lục bách niên rung lên, coi là huynh trưởng là trách cứ hắn không có bảo vệ tốt lục vãn, thế mà làm cho đối phương đi triệu gia. Còn náo thành đằng sau như thế. Hắn mười phần ấy nấy nói. Đại ca, chuyện này là ta không tốt. Ha 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 vãn vãn không hổ ta tốt chất nữ. Ngươi cái này làm cha nếu là có nàng một nửa lợi hại, ta cũng không cần quan tâm. May mắn nhà ta bảo bối không giống ngươi, rất tốt rất tốt rất tốt lục tân giả trung khí 10 phần đánh gãy đối phương, liên tiếp nói ba cái rất tốt. Dù sao hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Lục bách niên. Đích thật là ngươi không đúng, ngươi hẳn là lập tức nói cho ta, ta cũng rất thân mắt thấy nhìn uy phong lẫm lẫm vãn vãn. Thế mà còn là nghe người khác thuộc lại. Ngươi nhanh lên lại nói cho ta một lần, tình huống lúc đó. Chỉ là ngẫm lại cảnh tượng đó, lục tân giả đều rất kích động, tiếc núi không có hiện trận quan sát. Thật sự là nghe 10 lần cũng sẽ không cảm thấy chán ngấy. Lục vãn hôm nay nhất chiến thành danh, trình diện tân khách toàn bộ đều biết vị này không dễ chọc lục gia tiểu thư. Trong âm thầm thảo luận không hổ là lục tân giả khâm điểm người thừa kế, ghê gớm. Trước mặt mọi người quảng cái chén. Nhăn mặt. Đem triệu gia người đổi một câu đều không có. Quá kích thích. Rất nhiều người thực chất bên trong, hoặc nhiều hoặc ít mộ mạnh, lục vãn cho là mình hôm nay làm như vậy về sau, thanh danh xem như triệt để xong đời. Không nghĩ tới căn bản không phải dạng này. Thứ nhất là lục tân giả tác phong làm việc nổi danh cường ngạnh, lục vãn xem như một mạch truyền thừa. Thứ hai lúc ấy đối phương mạch suy nghĩ rõ ràng, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là khí tràng 2m8, đối mặt triệu gia một đám nam nhân hoàn toàn không lộ e sợ. Có thế không bị trưởng bối đạo đức bắt cóc, rất nhiều người trưởng thành đều làm không được điểm ấy quả nhiên là triệu tam tiểu thư nữ nhi về sau trò giỏi hơn thầy cũng chưa biết chừng không hổ là lục gia người thừa kế không chỉ là lục tân giả công ty những cái kia thúc bá biết sau cũng vô cùng hưng phấn không sai liền nên làm như vậy kỳ thật đánh một trận cũng có thể đại tiểu thư đối cũng là đúng sai cũng là đúng thứ đồ gì cũng dám tự kiềm chế trưởng bối thân phận gây sóng gió Đại tiểu thư vẫn là quá ôn hòa, muốn đổi thành bọn hắn, đánh rụng răng đều là nhẹ. 80 tuổi qua đại thọ không tầm thường A, à, một cái lão tặc thôi. Đại tiểu thư không tiện động thủ, kỳ thật ta sang năm liền 80, niên kỷ không sai biệt lắm đương cũng có thể đánh lộn đi. Cảnh tới cũng không dám làm gì ta, cũng không thể để cho ta 80 tuổi đi ngồi sổng ngục giam. Đáng tiếc, ta vì cái gì không tại hiện trường bước vào quan tài trước một lần cuối cùng đánh nhau cơ hội. Thật đáng tiếc. Lục Tân Giả, ta cảm thấy bằng không đưa đại tiểu thư đi học cách đấu cùng Brazil nhu thuật đi, về sau cũng thuận tiện đánh người a, không thể để cho nàng ăn thịt thòi. Lục Tân Giả có chút bất đắc dĩ. Tốt tốt, các ngươi đừng kích động, thuốc hạ huyết áp nhớ kỹ ăn nhiều một viên. Công ty nắm giữ cổ phần thuốc bá biết chuyện này, trước tiên đã tìm được Lục Tân Giả. Bây giờ mồm năm miệng 10 phát biểu, để Lục Bách Niên triệt để chấn kinh. Cái này, đây chính là một đám lão lưu manh a, à, hai cái 80 tuổi lão nhân đánh lộn, này lại bên trên tin tức đi. Tuổi đã cao còn hiếu thắng hiếu chiến. Cái này vượt qua một cái cao cấp phần tử phạm vi hiểu biết bên trong. Lục Bách Niên trong lòng suy nghĩ, những lời này nhưng ngàn vạn không thể để cho vãn vãn nghe thấy. Đây không phải dạy hư tiểu hài tử sao? Triệu Giai Ninh cùng so sánh ngược lại là bình tĩnh, cười nói. Vãn vãn đã đi ngủ, tạ ơn các trưởng bối quan tâm, về sau không có loại tình huống này. Vậy được rồi, lần sau nhất định phải cho ta biết, ta nhất định phải lập tức biết. Lục Tân giả lúc nói, bối cảnh vẫn là một đám lão nhân hùng hùng hổ hổ, nhao nhao biểu thị mình cũng muốn trước tiên chính mình. Đại ca ngươi đi ngủ sớm một chút, các trưởng bối cũng thế, ta trước hết dập máy. Lục Bất Du cả người đều kinh hãi, Lục Vãn nói có chút việc phải xử lý. Chính là chuyện này sao? Cho nên nàng thật một người đánh ngã Triệu gia người. Khóc cái đến cùng làm sao làm được? Lục Bất Du biểu lộ phức tạp. Các ngươi vì cái gì không nói cho ta? Lục Bách Niên. Đã đều đi qua, Triệu gia cũng không có đối với chúng ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngươi hảo hảo làm sự nghiệp của mình là được, có ta và mẹ ngươi tại dầu gì còn có ngươi muội muội. Lục giáo sư nói chuyện từ trước đến nay ngay thẳng, câu nói này không có an ủi lục bất du, ngược lại để hắn có chút phát điên. Có ý tứ gì? Mình chẳng lẽ hoàn toàn không có tác dụng sao? Triệu Giai Ninh cười hạ. Còn chưa tới muốn chúng ta người cả nhà đều lên trận tình trạng, nếu như không phải bên kia đi trắng lục vãn tan học, chúng ta cũng sẽ không đi, chẳng lẽ còn để ngươi còn ba ba tới. Bọn hắn không xứng lục bất du nhún vai điều này cũng đúng bên kia không có lớn như vậy mặt mũi triệu giai ninh cũng không phải không nói cho ngươi chỉ là hôm nay đã rất muộn đây không phải một đôi lời có thể nói rõ ta nghĩ sau đó chọn cái thời gian lại nói bọn hắn cũng không xứng ảnh hưởng chúng ta cả nhà nghỉ ngơi nói đều nói đến đây cái phân thượng triệu giai ninh dứt khoát đem sự tình hôm nay nói đơn giản hạ lục bất du đều nghe choáng váng lục vãn cũng quá có thể đi làm cho gọn gàng vào cho nên a à, vẫn là triệu tổng biết nói chuyện nhìn một cái lão lục nói đến kia cái gì lời nói nghe để cho người ta sinh khí chẳng lẽ hắn là đại tiểu thư sao lục bách niên tốt thời gian không còn sớm ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút cũng không cần đi quấy rầy muội muội của ngươi lục bất du gật đầu do dự một chút nói các ngươi sẽ không chuẩn bị ba thai lại cho ta sinh cái muội muội vẫn là đệ đệ. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người rời đi. Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, Triệu Giai Ninh chỉ xuống lục bách niên nhĩ hậu căn. Nơi đó bị cọ sát một điểm son môi. Lục bách niên ho khan âm thanh. Cái này đều có thể nhìn thấy, tiểu tử thúi con mắt rất nhọn, nhi tử chính là không bằng nữ nhi tri kỷ, lại dám mở ta trò đùa. Tiểu hỗn đảng. Triệu Giai Ninh mắng hai vợ chồng một lần nữa trở về phòng ngủ, lần này cũng khóa cửa. Lục vãn sau khi tắm xong, đứng tại ban công hóng gió. Lục bất du ngủ không được, hắn đi tới liền thấy bên cạnh ban công người. Hai người ban công, ở giữa liền cách hơn một mét khoảng cách. Lục bất du nhìn đối phương. Lục vãn tóc vừa dài một chút, đừng nói gia hỏa này. Gián dấp miễn cưỡng tính không tệ, khó trách trong trường học nhân duyên không tệ sẽ không vụn trộn trong trường học yêu sớm A, à, đi ủi nhà khác cải trắng. Lục vãn quay đầu, hỏi. Ngươi nhìn ta làm gì? Lục bất du trong lòng có rất nhiều lời, lúc đầu muốn nói ngươi hôm nay rất tuyệt, hay là khen người vài câu, thốt ra lại là. Ta đều biết, ngươi quả thực là bác phụ bên trong máy bay chiến đấu. Cho nên, ngươi chán sống sao? Lục bất du. Ngươi đây là thái độ gì? Ta đây là khen ngươi, liền ngươi dạng này tính cách, về sau làm sao gã được ra ngoài. Lục vãn miễn cười nói. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền có thể vượt đến ngươi ban công bên kia, ba giây lấy mạng chó của ngươi. Lục bất du hiển nhiên là tin tưởng, trút lui trở về phòng, hỏa tốc đóng lại ban công cửa sổ sát đất. Đồng thời cảnh giác đã khóa lại, kết thúc lần này ngắn ngủi giao lưu. Triệu gia sinh nhật yến mất hết thể diện, hôm sau tin tức liền truyền ra. Thượng Đức Trung học cũng có người nghị luận. Dù sao vòng tròn cứ như vậy nhỏ. Có tham gia sinh nhật Yến gia trưởng, sau khi trở về liền hỏi mình tại Thượng Đức đọc sách nữ nhi. Lục vãn bình thường ở trường học thế nào a? À? Sau đó, nghe được dài đến 10 phút nói khoát. Nếu không phải lục vãn cũng là nữ sinh, gia trưởng đều muốn hoài nghi mình nữ nhi có phải hay không yêu sớm rồi. Vừa nói vừa con mắt tỏa ánh sáng đều không cần mình cố ý bàn giao, hài tử nhà mình sẽ rất tích cực chủ động, đi cùng lục gia đại tiểu thư giữ gìn mối quan hệ. 17-18 tuổi hài tử đều phi thường có ý nghĩ của mình, lục vãn có thế tốt như vậy danh tiếng, có thể thấy được không tầm thường. Chuyện này truyền ra về sau, tất cả đồng học lúc này mới giật mình. Nguyên lai lục vãn là triệu gia ngoại tôn nữ sao? Khi lục vãn cùng triệu yên, triệu tấn minh không phải liền là thân thích khó trách triệu tấn minh sẽ ở không đi gây sự soát tồn tại cảm. Cứ như vậy, bạn cùng lớp đối triệu tấn minh ấn tượng càng kém. Quan hệ của song phương, triệu yên cùng lục vãn đều không nhắc tới lên qua, cho nên cái này có thể muốn lấy được. Vấn đề tới, đã biết lục bất du là triệu yên biểu ca, kia lục vãn có phải hay không cùng đại minh tinh trước kia liền nhận biết. Nếu như thân thích, khó trách song phương cũng có liên hệ. Thật là đúng dịp, hai người là một cái họ hàng trước nam sinh quay tới cho nên lục tổng ngươi cùng lục bất du đến cùng quan hệ thế nào các ngươi không phải là thân huynh muội a à. hari đem đối phương đầu đẩy trở về ngươi đừng bác quái nhiều đọc sách so cái gì đều mạnh người chung quanh câu nói này trương hari cũng không cảm thấy ngại nói mấy giây sau nam sinh lần nữa đem đầu quay tới lục tổng ngươi có đại minh tinh làm ca ca có phải hay không rất hạnh phúc a à? có thể mỗi ngày ở nhà nhìn thấy đối phương, cùng nhau ăn cơm cùng nhau chơi đùa. Lần này không chỉ là hắn, bên cạnh đồng học cũng đều lại gần đầu. Biểu lộ chăm chú chờ lấy đáp án. Lục vãn. Cũng không phải là, bọn hắn thường xuyên đều nghĩ ám xa đối phương. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 100 Chương 100 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Harry Ngươi đừng làm máy bay, chúng ta lục tổng không trả lời giả thiết tính vấn đề Lục vãn do dự hai giây, đều đến loại tình trạng này, giống như cũng giấu giếm không nổi nữa Dù sao mọi người cũng không phải ngốc, đây cũng quá rõ ràng Mặc dù đến tiếp sau khẳng định sẽ rất phiền phức A, à, không thể không nói, lục bất du thật rất thụ tiểu cô nương thích cái này đều bởi vì Triệu gia đám kia ngu ngốc. Muốn thực sự không có cách, hôm nay về đến nhà nàng đem lục cẩu khóa trong phòng. Tới trước làm cái mấy ngàn tấm ký tên, sau đó thu mấy cái chúc phúc video, lo trước khỏi họa hai ngày sau tiết nguyên đáng thu, thượng đức trung học các bạn học, mọi người tiết nguyên đáng khoái hoạt. Ở sau đó là Tết xuân thu, thượng đức trung học các bạn học, mọi người Tết xuân khoái hoạt. Lại nói tiếp là Thanh Minh. Thanh Minh vẫn là coi như xong đi dù sao vẫn thu đến sang năm tháng 6 phần, dù sao lục bất du cũng đánh không thắng mình. Không nguyện ý liền tốt. Lại nói, hôm qua lục cậu nói nàng là bác phụ bên trong máy bay chiến đấu, cái này gọi là tự thực ác quả. Lục vãn châm trước nói. Kỳ thật. Dĩ nhiên không phải, các ngươi đang suy nghĩ gì. Lục vãn cùng lục bất du chỗ nào giống huynh muội rồi. Không khỏi cũng quá giật, Triệu Yên vừa đi tiến đến vừa nói có chút hất cầm lên nhất quán cao ngạo tư thái ai nói như vậy cũng thế hai người ngoại trừ dòng họ nhìn không ra ở đâu là huynh muội làm ta sợ muốn chết nếu như là huynh muội mới gặp quỷ tính cách chênh lệch quá nhiều cái mũi con mắt hình dáng cũng không giống nhau quả nhiên nghĩ quá nhiều lúc đầu vây quanh đồng học giải tán lập tức mặc dù nói lục tổng cũng rất đẹp trai a à, nhưng hai người rõ ràng, không thể nào là huynh muội. Lại nói, lục bất du xuất đạo thời điểm, tiếp nhận phỏng vấn cũng đã nói mình là con một. 15 năm trước, nữ nhi làm mất không lâu sau, triệu giai ninh liền đem nhi tử đưa đi Singapore đọc sách. Lúc ấy vừa vặn nàng ở bên kia có công việc, bồi 2 năm. Lục bất du tiểu học cùng sơ trung tại Singapore, cao trung là tại Anh quốc đọc, hắn đại học không có tốt nghiệp liền xuất đạo, chưa từng có đi mẫu thân công ty làm việc qua. Cho nên cho dù là Triệu Giai Ninh công việc đồng bạn, cũng rất ít gặp qua con trai của nàng, sau khi xuất đạo cố ý giấu giếm, giữ bí mật công việc cũng làm được rất tốt. Lục vãn. Dạng này sao? Triệu Yên thu tầm mắt lại, về tới trên chỗ ngồi. Nàng không thích lục vãn, nhưng là chán ghét Triệu gia người. Triệu Yên rất hâm mộ lục vãn có thể tránh thoát đạo đức bắt cóc, đổi thành chính nàng lại không được lúc trước triệu gia đem nàng từ viện mồ côi mang về là nghĩ đến đền bù tam tiểu thư lạc đường nữ nhi khuyết điểm triệu gia ninh cũng không có tiếp nhận nàng liền bị triệu gia lão đại thu dưỡng triệu yên ban đầu đương nhiên rất cảm kích về sau liền không nghĩ như vậy cha mẹ nuôi tính khí nóng nảy mình bên ngoài là rất ngăn nắp nhưng từ trước bí mật nhục mạ không ít bỏ ra tiền dưỡng mẫu yêu cầu nàng mặc kệ ở đâu cái phương diện đều muốn làm được tốt nhất Triệu Yên không thể nói, liên tiếp con cái ruột thịt cũng không thể chất vấn phụ mẫu, huống chi nàng chỉ là cái dưỡng nữ, lại có lập trường gì? Sẽ chỉ bị người lên án là Bạch Nhãn Lan. Triệu Yên thành tích học tập mặc dù không bằng lục vãn, nhưng cũng tại toàn lớp 10 tên tả hữu. Nàng học được rất đa tài nghệ, dương cầm, vũ đạo, biểu diễn các loại, mặc dù tổng hợp tố chất không bằng tô nạo, cùng cùng tuổi những nữ sinh khác so ra, đã tương đương hàng đầu năm rộng tháng dài nàng cuối cùng từ gặp cảnh khốn cùng biến thành một cái có tâm kế có thủ đoạn trà xanh kỳ thật ngẫm lại trà xanh cũng không có gì không tốt chí ít hắn cha mẹ nuôi thừa nhận giá trị của nàng thái độ đối với nàng đã khá nhiều ở trường học gặp được chuyện gì cũng có nam sinh hỗ trợ chỉ bất quá triệu yên rất hâm mộ lục vãn sống được tùy ý trên người đối phương loại kia một hướng không cách nào vô địch dũng khí thật đúng là để cho người ta nóng mắt lại chán ghét. Lục vãn mặc dù có chút ngoài ý muốn Triệu Yên sẽ nói như vậy, bất quá nàng cũng không có đến hỏi. Hai cá nhân ngẫu ngươi sẽ nói một, hai câu nói, nhưng tuyệt đối không tính là quan hệ tốt. Ngược lại là Triệu Tấn Minh không có tới trường học. Bất quá hắn thường xuyên xin phép nghỉ, lấy cớ muốn đi bên ngoài bên trên nhã tư, trường học cũng không có đi quản. Dù sao mỗi ngày là có không ít học sinh, Xin phép nghỉ đi bên ngoài lên lớp, Thượng Đức cũng không phải là một chỗ dự thi giáo dục trường học. Nếu như muốn thi quốc tế học tập, liền phải đi bên trên rất nhiều danh sư chương trình học. Ban đêm, Lục Vãn Tang học về đến nhà, nhìn thấy đang ở trong sân làm mở rộng vận động Lục Bất Du. Nàng vòng quanh đối phương đi một vòng. Lục Bất Du rùng mình một cái, hỏi: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Lục Vãn lộ ra sâm bạch răng. Ngươi nên may mắn, hôm nay trốn qua một kiếp. Không phải chính là bị nàng nhốt ở trong phòng, liều mạng viết ký tên, thu video tiểu công chúa. Như thế ngẫm lại, mình thật sự là rất tà ác. Lục Bất Du. Ngươi là bị điên rồi. Lục Vãn. Bất quá lần sau liền không nhất định. Lục Bất Du. Hắn muốn báo cảnh, có người cố ý đe dọa chính mình. Mấy năm này trong nước lưu hành qua lên lễ giáng sinh các học sinh sẽ lẫn nhau trao đổi lễ vật. Lục vãn đêm Giáng sinh ngày ấy, cho quan hệ thân cận bằng hữu, ván trượt xã thành viên, bạn cùng lớp mỗi người đưa bình sinh sôi tinh dầu. Tiết nguyên đáng một ngày trước, như thường có tinh dầu đại phái đưa. Dù sao trong nhà nàng rất nhiều, hơn ngàn bình hàng tồn. Cái đồ chơi này bảo đảm chất lượng kỳ cũng liền 3 năm, nàng có 100 khỏa đầu đều dùng không hết, không bằng mọi người phân ra sử dụng. Lục vãn phân thời điểm, Chủ nhiệm lớp vừa vặn đi ngang qua, Lý Hiền Di đụng lên đến hỏi: Các ngươi đều tụ cùng một chỗ làm gì a? À? Rất nhiều lão sư tại sau khi học xong sẽ cùng học sinh cùng một chỗ nói chuyện góp thú, giữ gìn mối quan hệ có thể tốt hơn, khai triển giáo dục công việc. Lục tổng lại đưa chúng ta lễ vật, mỗi người một bình sinh sôi tinh dầu. Có cái nữ sinh yên lặng nói, cảm động vừa bất đắc dĩ. Lý Hiền Di, qua lễ vật này rất sáng tạo a à? lục vãn ngẩng đầu hỏi vậy lão sư ngươi có muốn hay không a à? lý hiền di nắm tay về sau một lưng ta cũng không muốn rồi đi lục vãn mắt nhìn đối phương mép tóc tuyến kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể muốn bạn học chung quanh bạo phát một trận tiếng cười bọn hắn chủ nhiệm lớp tóc là không tính quá nhiều lý hiền di không 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 Ta tại sao có thể thu các ngươi học sinh lễ vật? Cũng không có chuyện gì, chúng ta toàn lớp cùng khoảng, như vậy đi, ngươi cho chủ nhiệm khóa lão sư đều mang một bình quá khứ." Lục Vãng cười đề nghị. "Cái này sinh sôi tinh dầu, đơn giá cũng liền 300 khối, không tính là vật phẩm quý giá, mấu chốt đây là nàng để đó không dùng không dùng hết." "Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, các lão sư so với chúng ta càng cần hơn." Hari tay nâng lấy cái cầm nói, đã dạng này. Tốt a. À. Lý Hiền Di phân phát sinh sôi tinh dầu thời điểm, các khoa lão sư nhao nhao biểu thị không có cần thiết này, mình không phải rất cần. Bất quá đã đều đã lấy tới, vẫn là thu cất đi. Sau đó cái này còn chưa tới ngày thứ hai, chỉ là giữa trưa, văn phòng đều tung bay cùng khoảng sinh sôi tinh dầu hương vị. Rõ ràng ngoài miệng nói cự tuyệt, nhưng trên thực tế thật là thơm. Từng cái đều đem mở ra, không kịp chờ đợi liền dùng tới. Hôm nay vừa lúc là thứ sáu, cuối tuần không lên lớp, Harry hẹn lục vãn cùng đi vượt năm. Ban đêm trung tâm thành phố bên kia sẽ phi thường náo nhiệt, có rất nhiều đồng học cùng đi, còn có các loại hoạt động. Lục vãn. Thế nhưng là... Harry. Không có thế nhưng là... Đêm Giáng sinh ngươi đã đem ta mời từ chối đi. Khả năng tốt nghiệp cấp 3 về sau, ngươi liền không có cơ hội cùng ta cái này đáng yêu gấu trúc nhỏ cùng một chỗ vượt năm, nhất định phải đi. Lục vãn. Vậy được rồi, ta gọi điện thoại hỏi thăm mẹ ta, nếu như nàng cảm thấy có thể. Triệu Giai Ninh do dự hai giây đồng ý, dặn dò lục vãn trở về thời điểm cẩn thận. Dù sao người trẻ tuổi có mình vòng xã giao. Nàng cũng tuổi trẻ qua, cho nên không đi làm dự, mà lại vãn vãn nhân duyên còn rất tốt. Lục Bất Du hôm nay cũng không ở nhà, hắn bị một cái đài truyền hình mời đi vượt năm tiệc tối biểu diễn, làm không điểm áp trục khách quý. Đêm nay trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng, bất quá thế giới hai người cũng không tệ. Triệu Giai Ninh từ trong hầm rượu cầm một bình rượu đỏ. Chờ một lúc nàng cùng trượng phu có thể vừa nhìn nhi tử biểu diễn, vừa chờ lấy vãn vãn về nhà. Harry chỉ là kêu mấy cái quan hệ tương đối gần bằng hữu đương ngụy trang, đến lúc đó mọi người tách ra hành động, dạng này liền có thể hắn cùng lục tổng hai người cùng nhau chơi đùa không sai hắn chính là như thế phổ nhị như thế biểu mặc dù hứa yếu cũng tại nhưng là cái kia khờ phê rất cốt hồ lộng bất quá hari vạn vạn không nghĩ tới bằng hữu gọi bằng hữu lại có trùng trùng điệp điệp hai ba mươi người hắn triệt để phiền muộn muốn cùng lúc vứt bỏ nhiều người như vậy độ khó có chút lớn phổ nhị cũng hết biện pháp Tống Thiến Thiến biết lục vãn hôm nay đi, trước tiên đem tin tức phát tại âm nhạc xã trong đám. Vốn đang đang do dự mấy người, lập tức biểu thị muốn đi. Nhất định không vắng chỗ. Buổi chiều nói đau đầu, hiện tại đầu cũng đã hết đau. Ban đêm nói khả năng ước hẹn, thời gian cũng trống không. Mẹ nó thật tuyệt, cho nên lục tổng là Linh đang dịu dược, có thể trị bách bệnh sao. Mẹ nó. Những người này không khỏi quá ngay thẳng từng cái nhìn xem đến, tống thiến thiến ngốc trệ. Cái thứ năm hồi phục ta cũng cùng một chỗ ảnh chân dung. Là xã trưởng sao? Hiển nhiên, chấn kinh không chỉ là nàng một người. Chăm chú sao? Họa tào xã trưởng. Nam thần thật đi sao? Ngao ngao ngao, vậy ta cũng phải đi. Triệu nhất hàng, ngươi đây. Bày một chút liền sinh động, tống thiến thiến rất im lặng, nguyên lai nhiều người như vậy lặng xuống nước. Trần Niệm Khanh nói một câu nói, quả thực là nổ cá hiệu quả. Chỉ là nói đi thì nói lại, hẳn không phải là nàng một người cảm thấy nam thần đối lục tổng thái độ, có chút quá tại tích cực. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Tống Thiến Thiến lui ra ngoài group chat, liền thấy Triệu Nhất Hàng tin tức. Triệu Nhất Hàng. Xã trưởng đây là có chuyện gì? Triệu Nhất Hàng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, hắn thật có chút kỳ quái sao? Triệu Nhất Hàng hắn sẽ không thích lục vãn A, à, đây là ảo giác của ta. Triệu Nhất Hàng Ở đây sao? Tống Thiến Thiến thở dài thanh âm, cúi đầu hồi phục đối phương. Đây không phải ảo giác của ngươi, đây là tất cả mọi người cảm giác. Triệu Nhất Hàng A A A, Tống Thiến Thiến nhún vai, lười nhát đánh chữ, phát đầu giọng nói. Không chỉ là một mình ngươi thét lên, dù sao cùng lục tổng đến cạnh tranh, mọi người không có phần thắng chút nào, cùng xã trưởng cướp người, càng là nghĩ cái rắm ăn. Triệu Nhất Hàng A A A A, Tống Thiến Thiến Ngươi nhao nhao đến con mắt ta. Ta đã biết quỳ an đi. Nàng phát xong đầu này giọng nói, tạm thời che giấu đối phương tin tức. Ban đêm mặc đồng phục đi chơi, vẫn có chút không phải nói. Cho nên mọi người hẹn xong về nhà trước ăn cơm thay quần áo, chờ đến tối 8.30, trung tâm chợ một nhà cửa hàng phía trước gặp, bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video